Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. chương 1301, chúng ta có thể thay cái phổ thông điểm sắc không? Cũng liền mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ thần quốc đều thành một cái biển lửa. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Biển lửa đốt không chỉ có là thần quốc, còn bao gồm trong đó, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, dù sao con mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy đều bị ngọn lửa thôn phệ, thành biển lửa, một màn này lại cho tận thế tài liệu tăng lên mới nội dung. Nguyên bản đang không ngừng đổ nát, thần quốc lại bị tận thế hỏa diễm thôn phệ. Dạng này cấp một bồng tài liệu, chỉ cần xuất ra đi thoáng cắt nối biên tập một chút, chính là hùng vĩ tận thế hình ảnh, đều không mang theo sửa chữa, hàng thật giá thật. Hỏa diễm bùng nổ, thiêu tẫn vạn vật. Mà lúc này, trên bầu trời cự đại Phượng Hoàng lần nữa phát ra hét to một tiếng cửu tu phượng hoàng chi hỏa tại đêm thần quốc thiêu đốt về sau tất cả hỏa diễm trùng thiên mà lên trở về tại bầu trời dung nhập vào phượng hoàng trong thân thể hỏa diễm phượng hoàng thân thể càng lúc càng lớn lớn đến che đậy toàn bộ thần quốc trên không đốt xong sau hỏa diễm không có dập tắt sẽ còn bị thu về loại này tiết kiệm không lãng phí thu về hoặc lặp lại lợi dụng nhiên liệu tinh thần đáng giá học tập khi tất cả hỏa diễm trở về phượng hoàng thân thể lúc Tống Thư Hàng bọn người mới phát hiện, bị ngọn lửa thiêu hủy chỉ là thần quốc, bộ phận, lưu lại là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Cửu tu Phượng Hoàng chi hỏa thì có ý chí của mình, hắn hội thiêu đốt hắn muốn thiêu đốt đồ vật, lưu lại cần giữ lại chi vật. Phượng Hoàng cánh khép lại, che ở trên bầu trời đem thần quốc còn sót lại hạ, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, bao phủ. Hỏa diếm qua đi, lộ ra thiên đình mảnh vỡ nguyên hình. Đó là một khối pho tượng to lớn, đã chỉ còn lại có một nửa, còn có đầu kia bốc lên hắc hà. Cả hai đều thuộc về, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. pho tượng nằm nghiêng tại mặt đất, nửa thân trên đã biến mất không thấy gì nữa. Đến mức pho tượng kia đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Nói như thế, đầu kia to lớn như gian hà hắc hà, chính là từ nơi này nằm nghiêng trong pho tượng chảy ra. Không sai, chỉ còn một nửa pho tượng thượng có thể chảy ra giang hà vị trí, chỉ có hoa cúc. Tống Thư Hàng, ngoại trừ cái này một nửa pho tượng bên ngoài, toàn bộ thần quốc bên trong không có vật gì khác nữa. Đây chính là, hỏa diễm chi nhãn, cất xứ duy nhất, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, sao? Audio điện tử võ tấn bền Nếu như cái này một nửa pho tượng chính là năm đó bọn hắn công kích viễn cổ thiên đình thời gian lúc chiến lợi phẩm, vậy nó năm đó lẫn vào có đủ thảm. Hỏa diễm phượng hoàng hai cánh khép lại, đem một nửa pho tượng bao khỏa trong đó, sau đó trên người nó hỏa diễm bắt đầu tiêu tán phượng hoàng hình thể bắt đầu thu nhỏ mà đồng thời bị phượng hoàng bao quanh pho tượng cũng bắt đầu thu nhỏ tống thư hàng phối hợp mở ra hạch tâm thế giới thu nhỏ phượng hoàng mang theo thu nhỏ pho tượng xông vào đến hạch tâm thế giới bên trong cũng đem cái này một nửa tượng thần đưa vào đến vị trí thích hợp cũng không biết cái này một nửa tượng thần đến cùng là lai lịch gì đến cuối cùng một nửa tượng thần được thu vào hạch tâm thế giới phía sau hỏa diễm chi nhãn thần quốc đã mất đi sau cùng căn cơ, tại một ngày này triệt để chôn vùi vào trong lịch sử. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân, thông nương từ thần quốc trạng thái bên trong rời khỏi. Khi bọn hắn trọng đến hiện thế lúc, xuất hiện tại đậu đậu kiệu cưới ngay phía trên, trong hư không. Tống Thư Hàng nhấc chân đạp mạnh, hắc liên nâng thân hình của hắn. Hắn lúc này tay trái cầm, cửu tu phượng hoàng đao, tay phải nâng một mặt mộng bước thông nương, sau lưng bám vào công đức xả mỹ nhân. Ngay sau đó, trong hư không có vô số đếm không hết hoàng kim, bạch ngân, châu báu rơi xuống. Những này thần hỏa diễm chi nhãn, thần quốc, bên trong vật phẩm. Làm một cái, thần minh, hỏa diễm chi nhãn có đôi khi hội ban thưởng một ít gì đó cho hắn tín đồ. Hoặc là lực lượng, hoặc là tài phú, thậm chí có thể là càng nhiều vật cổ quái. Cửu tu phượng hoàng hỏa diễm đem thần quốc hóa thành cho tàn, Bất quá những này phàm tục chi vật lại bị cuốn vào đến hư không trong gió lốc. Tại Tống thư Hàng rời đi Hạch Tâm thế giới phía sau như mưa rơi xuống. Tống thư Hàng suy nghĩ khẽ động, đem những vật này thu nhập đến Hạch Tâm thế giới bên trong. Tu sĩ chúng ta khi xem thế giới phàm tục tiền tài vì cặn bã. Nhưng chỉ cần còn không có thoát ly thế giới phàm tục, tu sĩ trong sinh hoạt cũng cần những này tên là kim tiền, cặn bã thuận tay thu nhóm này tiền tài chi vật phía sau tống thư hàng ngẩng đầu, hướng trước đó cầm cung lão giả vị trí nhìn lại. Chỉ là vị kia cầm cung lão giả đã biến mất không thấy gì nữa, đã rời đi. Vị lão giả này xuất hiện, hiển nhiên không phải trùng hợp. Hắn một mực liền giấu ở đậu đậu, đón dâu đội ngũ, bên trong, chờ lên hỏa diễm chi nhãn xuất hiện. Quả nhiên, Hoàng Sơn chân Quân cùng phù sinh tiên tử đại huynh bố trí lần này hôn lễ, là muốn làm cái đại tin tức mà cầm cung lão giả lại vội vàng rời đi, hiển nhiên còn có địa phương khác cần hắn xuất thủ. Hoàng Sơn chân quân cùng phù sinh tiên tử đại huynh kế hoạch, còn chưa kết thúc. Bất quá, Tống Thư Hàng hiện tại không có bạch tiền bối lâm thời lớn hách, nếu như gặp lại, cửu phẩm, cấp chiến đấu chẳng diện, hắn cũng không chen tay được. Trừ phi chờ, xích tiêu kiếm, lại thích lũy đủ năng lượng, nói không chừng có thể chém ra, cửu phẩm, cấp phần thiên hỏa diễm đao, đụng số lượng. Suy tư, Tống Thư Hàng chân đạp hắc liên, từng bước một từ trong hư không rơi xuống. Thông nương gặp trở về đến hiện thế phía sau lập tức biến trở về hành mầm trạng thái. Mà cửu tu phượng hoàng đao, lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên người, thân mật ở bên cạnh hắn du động. Tống Thư Hàng trên người có rất nhiều thứ đang hấp dẫn cửu tu phượng hoàng đao. Hạch tâm thế giới, diệp tư, còn có, trình lâm, thân phận. Hắn cùng, thứ ba thiên đạo, ở giữa nhân quả rất sâu, cửu tu phượng hoàng đao thân là thứ ba thiên đạo, đạo khí, mặc dù mới giải khai bảy đạo phong ấn, nhưng nó bản năng hội thân cận tống thư hàng. Ta mới là bát tu A, thông nương lệ rơi đầy mặt thiên khốc bảo điển mở ra đâm tâm đặc hiệu, nước mắt rừng đều ngăn không được. Quá ủy khuất, rõ ràng nàng mới là bát tu, nhưng cửu tu phượng hoàng đao tựa hồ cùng tống thư hàng càng thêm thân cận. Tựa hồ là cảm ứng được, bát tu, ủy khuất, cửu tu phượng hoàng đao, siêu, một chút bay trở về đến thông nương bên người sau đó chuôi đao chỗ hỏa diếm kéo dài ra hóa ra một cái tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ thông nương ngọn hành phảng phất là đang an ủi nàng thông nương lau mắt tâm tình lập tức thay đổi tốt hơn một chút xem ra cửu tu phượng hoàng đao vẫn là hội thông cảm nàng cái chủ nhân này cảm thụ nha chính nghĩ như vậy đâu cửu tu phượng hoàng đao lại bay trở về đến tống thư hàng bên người thân mật vây quanh hắn bay động nũng nịu thông nương có tin ta hay không hất bàn A, bát tu cái thân phận này cũng không cần A. Cửu tu Phượng Hoàng đao lại một lần cảm ứng được chủ nhân cảm xúc không đúng, thế là nó lại bay trở về đến thông nương bên người, biến ra hỏa diễm tay tay, nhẹ nhàng sờ lên thông nương hành ngọn, an ủi chủ nhân của nó. Thông nương, tống thư hàng, xích tiêu kiếm, luôn cảm giác thông nương phong cách vẽ căn bản cứu vớt không trở lại, coi như thành bát tu, thành đạo khí cửu tu Phượng Hoàng đao, chủ nhân, Nàng phong cách vẽ vẫn là không có cứu. Xích Tiêu Kiếm thầm nghĩ trong lòng, nàng nếu là tương lai thật sự thành Thiên đạo, ta liền trực tiếp. Trực tiếp cái gì đến tương đối tốt. Cửu Tu Phượng Hoàng đao lần này không tiếp tục đến Tống thư hàng bên người núng nịu, hắn lẳng lặng rơi vào thông nương trong tay. Xác định, Bát Tu, phía sau tiếp xuống hắn còn muốn cùng Bát Tu tiến hành cấp độ càng sâu liên hệ, đồng bộ. Thông nương sau đó phải bế quan một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thông nương cùng cửu tu phượng hoàng đao trước đưa về đến hạch tâm thế giới. Khi hắn sau khi hạ xuống, cửu châu nhất hào quần các vị tiền bối xông tới. Bá đao Tống Nhất, người vừa rồi không có sao chứ. Lệ chi tiên tử đưa tay trên người Tống Thư Hàng nhéo nhéo. Bởi vì đón dâu đội ngũ nhiều người nhiều miệng, lệ chi tiên tử không gọi thẳng Tống Thư Hàng bản danh, đổi ca ngợi hào. Vừa rồi, Tống thư hàng giống đạn pháo đồng dạng phóng tới thần quốc bên trong đối kháng chính diện cái kia hỏa diễm chi nhãn nói thật cửu châu nhất hào quần tiền bối đều bị giật nảy mình yên tâm đi lệ chi tiên tử ta rất tốt Tống thư hàng trả lời Bắc Hà tán nhân Mộc đạo nhân mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra ta nói là ngươi vừa rồi trạng thái vừa rồi nhưng thật ra là vì kia thần bí tiền bối dùng một loại bí pháp phụ thể cho nên ta mới có thể chính diện trọi cứng hỏa diễm chi nhãn. Tống Thư Hàng trả lời. Không có di chứng về sau chứ? Thất sinh phù phủ chủ hỏi, để tứ phẩm Tống Thư Hàng bộc phát ra chính diện cứng rắn cửu phẩm hỏa diễm chi nhãn bí thuật, sẽ không lưu lại di chứng về sau chứ? Không có chuyện gì, mà lại ta hiện tại thân thể cũng không phải bản thể, là dùng bản mệnh pháp khí hóa thành phân thân. Tống Thư Hàng trả lời. Thất sinh phù phủ chủ nhẹ gật đầu, sau đó đưa lên một đầu túi càn khôn, cái này cho ngươi, đây là chữa trị ngươi cái kia khôi lỗi vật liệu, nếu có không đủ sẽ liên lạc lại ta thất sinh phù phủ chủ thế lực sau lưng thâm bất khả chắc chữa trị bát phẩm khôi lỗi vật liệu cũng chỉ có hắn có thể nhanh như vậy tề tựu tống thư hàng tiếp nhận túi càn khôn đem bên trong chữa trị vật liệu đổ vào đến hạch tâm thế giới lại đem túi càn khôn trả lại phủ chủ thất sinh phù phủ chủ tiếp về túi càn khôn lại lên tiếng nói bạch kinh đau khách nếu như vừa rồi ta không nhìn lầm lơ lửng tại bên cạnh ngươi bay múa chuôi này cũng thật cũng ảo trường đao là chuôi này ha à. cửu châu nhất hào quần đạo hiếu toàn bộ nhìn về phía tống thư hàng đây cũng là bọn hắn tò mò nhất sự tình đúng vậy không sai tống thư hàng thở dài các tiền bối mặc dù ta hiện tại đạo hiệu tương đối nhiều nhưng có đôi khi các người có thể hay không thống nhất một chút thất sinh phù phủ chủ nở nụ cười chúc mừng ngươi tầm đạo thư sinh từ hôm nay trở đi hẳn là xưng hô ngươi là bát tu nghe nói trước ngươi đưa ra một cái đạo hiệu cho đệ tử chỉ trước mắt ngươi lại khôi phục bảy cái đạo hào. Bắc Hà Tán Nhân, tăng thêm thánh hào, chính là tám cái. Bát Tu Tống Đạo Hiếu, nghe cũng cảm giác rất khốc, mà lại tám cái số này cũng tương đối may mắn. Lệ Chi Tiên Tử nói, cái kia, kỳ thật ta cũng không phải là Bát Tu. Tống Thư Hàng cười khổ nói, Bắc Hà Tán Nhân, cái gì? Giao bá chân quân bừng tỉnh đại ngộ, ta vừa rồi cũng cảm giác được có chút cổ quái, mặc dù đao kia vây quanh thư sơn cư sĩ tại đánh chuyển, nhưng cuối cùng hắn lại rơi xuống cái kia hành lá yêu trong tay. Cổ hồ quan chân quân, đợi chút nữa, giao bá tiền bối người ý tứ, chẳng lẽ cái kia tiểu thông nương mới là bát tu? Tống thư hàng cười khổ gật đầu một cái, đúng vậy, thông nương mới là bát tu. Cửu châu nhất hào quần tiền bối. Không nên nhìn ta như vậy, ta cũng không nghĩ ra a. À. Tống thư hàng nói. Lệ chi tiên tử, bá đao tống nhất, cái kia thất tu tiền bối hiện tại ở đâu? Ta quay đầu lại hỏi hỏi, thất tu tiền bối bọn hắn khẳng định bình an vô sự. Tống Thư Hàng nói, lần trước bạch tiền bối đem cửu tu phượng hoàng đao, thất tu, tứ tu đều cứu đi, hiện tại đã cửu tu phượng hoàng đao được thả ra, cái kia thất tu cùng tứ tu tiền bối hẳn là cũng muốn trở về. Cướp cưới rối loạn tạm thời kết thúc. Cửu châu nhất hào quần đạo hữu trở về tiên thuyền, hôn lễ đội ngũ bắt đầu chậm rãi khởi động. Tống Thư Hàng đi theo Hoàng Kim Kiệu Hậu Phương, ngự đao phi hành. Hiện tại hắn không cách nào lại trở lại, đậu đậu, thể nội, tự nhiên không thể ở tại, Hoàng Kim Kiệu, bên trên, lấy chồng cũng không phải hắn. Đậu đậu thân thể mở miệng nói, Tống Tiền Bối, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Sưng hô này, hẳn là vũ nhu tử. Để cho các ngươi lo lắng, Tống Thư Hàng trả lời. Đúng rồi, Tống Tiền Bối, kết hôn thật sự tốt kích thích. Vũ Nhu Tử lại nói, Tống Thư Hàng, khục, đậu đậu hôn lễ thuộc về ngoài ý muốn. Bình thường hôn lễ không có như thế kích thích tuyển hạng mới đúng. Ta biết, tốt tiếc núi, nếu là tương lai hôn lễ của ta cũng có như thế kích thích liền tốt. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, hắn cảm giác nếu như ai dám phá hư Vũ Nhu Tử hôn lễ, Linh Điệp Tôn giả hội thao đao đi lên chém người, đến mức chặt ai, liền không nói được rồi. Tống Tiền Bối, người về sau có biết dùng hay không hoàng kim đại kiệu nghênh đón tân nương. Luôn cảm giác rất hăng hái. Tống Thư Hàng, cá nhân ta khả năng thiên hướng về hiện đại hóa hôn lễ, bất quá thử một chút cũng không sao. Vũ Nhu Tử lại nói, Tống Tiền Bối, a à, lạp lạp ô ngốc. Tống Thư Hàng, cái gì? Ta bị tạo hóa tiên tử đoạt mạch, tạo hóa tiên tử tựa hồ muốn ca hát, nhưng ta đẻ ép nàng. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, để cho nàng hát thôi. Không, ta chuẩn bị đè ép nàng để cho nàng tại hôn lễ nghi thức thượng lại mở hát. vũ nhu tử nói nếu như nàng có thể hát ra tạo hóa tiền bối cái kia duyên dáng tiếng ca liền không thể tốt hơn. vũ nhu tử ngươi là muốn gây sự a à. đúng rồi a à thập lục đâu nàng đều không có mở miệng tống thư hàng hỏi hi hi người đoán đâu tống tiền bối vũ nhu tử nói tống thư hàng đoán cái gì tống tiền bối tống tiền bối tống tiền bối nếu như là vũ nhu tử dùng nàng bản thể thanh âm gọi như vậy nhất định rất êm tai nhưng đáng tiếc đây là đậu đậu thanh âm người có thể nghe được là ai đang gọi ngươi sao mới vừa rồi cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau tức có tô thị a thập lục lại có vũ nhu tử có thể phân chia đi ra không tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên không được chứ người đối với chúng ta hiểu rõ còn quá ít tống tiền bối chỉ là đổi cái xưng hô rõ ràng hai người dùng ngữ khí cũng không giống nhau ô lạp 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 đần tống thư hàng a à thập lục rốt cục cũng bị lây bệnh sao tống thư hàng cửu tu phượng hoàng đao tại sao cũng tới ngươi trở thành bát tu rồi lúc này hạch tâm thế giới bên trong truyền ra lục tu tiên tử ngạc nhiên thanh âm tống thư hàng không ta không trở thành bát tu trở thành bát tu chính là thông nương lục tu tiên tử một trận trầm mặc sau một lúc lâu, lục tu tiên tử thở dài, thế sự khó liệu, thôi, đã cửu tu phượng hoàng đao tiến vào hạch tâm thế giới. Vậy chúng ta mở ra chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí kế hoạch đi. Tiếp đó là rùa hệ pháp khí. Người có thích hợp mai rùa khi pháp khí không xương sao? Mai rùa, thật là có, tống thư hàng nhãn tình sáng lên. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem quy tiền bối tiến hắn cái kia mai rùa chuyển rời đến lục tu tiên tử trước mặt, Lục Tu tiên tử, ngươi nhìn cái này mai rùa thành sao? Đây là quy tiền bối lúc ấy tòng bát phẩm tấn thăng cửu phẩm huyền thánh lúc chút bỏ xác. Bát phẩm cấp bảo bối. Lục Tu tiên tử, chúng ta có thể hay không thay cái phổ thông điểm mai rùa. Chương 1302, bát phẩm em gái ngươi. Cái này mai rùa, đại hải quy tiền bối đã đưa cho Tống thư hàng. Bản thân nó liền đi qua quy tiền bối thô giáp luyện chế, miễn cưỡng xem như một kiện phòng ngự pháp bảo chỉ cần đem hắn cất ở trên người, hắn còn có thể nắm giữ một cái rất tuyệt công năng. Khi Tống Thư Hàng nhận đột nhiên lúc công kích, Mai Rùa sẽ tự động hộ chủ chủ tướng người chứa vào đến trong Mai Rùa. Hiệu quả phòng ngự còn đặc biệt bổng đấy. Ngoại trừ tư thế tương đối áp chế bên ngoài, ta cũng chỉ có như thế một cái Mai Rùa." Tống Thư Hàng nói. Lục Tu Tiên tử đậu đen rau muốn nói, người 33 tổ hợp pháp khí sẽ không đều chuẩn bị dùng bát phẩm cấp vật liệu chế tạo a? làm sao có thể, lục tu tiên tử ngươi suy nghĩ nhiều. Bát phẩm cấp vật liệu nào có dễ kiếm như vậy, ta có thể được đến cá voi thánh cốt cùng quy thánh xác là bởi vì ta vừa vặn nhận biết hai vị này tiền bối. Đồng thời kinh cốt cùng mai rùa đúng lúc là bọn hắn không cần đồ vật mà thôi. Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng điện thoại di động vang lên. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân nhận điện thoại. Xích tiêu kiếm vì nàng đại ngôn, uy, vị nào tìm bá đao tống nhất sao? Bá đao tống nhất hiện tại đang ngẩn người bên trong, người chờ chút. Nói xong, công đức xà mỹ nhân lại đem điện thoại đưa tới tống thư hàng bên tai. Tống thư hàng xem xét, là Hoàng Sơn chân Quân gọi điện thoại tới. Hoàng Sơn tiền bối, có chuyện gì sao? Tống thư hàng hỏi Hoàng Sơn chân Quân lúc này điện thoại tới, là chuẩn bị đem chính mình kế hoạch công bố ra ngoài. Hoàng Sơn chân Quân, là như vậy, Thư hàng tiểu hữu ngươi vừa rồi gặp gỡ vị kia cầm cung tiền bối a. À. Đúng thế, Tống thư hàng nói. Hắn vừa rồi hỏi ta, nói ngươi có phải hay không tại luyện chế Tam thập tam thú pháp khí. Hoàng Sơn chân quân hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, Hoàng Sơn tiền bối, ta hiện tại đang nếm thử có thể hay không tại ngũ phẩm trước làm một bộ Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí đi ra. Bất quá nguyên vật liệu phương diện còn thiếu khuyết rất nhiều, ta mới luyện chế ra nghịch kình võ sĩ quyền sáo, sau đó chuẩn bị bắt đầu luyện chế, vương bá chuyên gia. Dù loại bản mệnh pháp khí tên đầy đủ vì, vương bá chuyên gia chi thuẫn, thông ý vương bát chuyên gia chi thuẫn. Tại viễn cổ phương bên trong, vương bá cùng, vương bát cũng là hải âm. Há, vậy ngươi luyện chế, khuyển thần tướng quân, chiếc nhẫn lúc, cần răng nanh còn không có vật liệu a à? Hoàng Sơn Trân Quân hỏi. Tống Thư Hàng, hừng, Kỳ thật ta chuẩn bị từ đậu đậu cái kia đổi mai răng nhanh cái gì tới, thật sự không làm được lời nói còn có thể từ phù sinh tiên tử cái kia đổi mai răng. Dù sao hắn nhận biết khuyển yêu không nhiều. Hoàng Sơn chân quân, vậy mà chủ tướng ý đánh tới hắn nhà đậu đậu trên thân. Khục, vừa rồi vị kia cầm cung tiền bối nói, cảm tạ ngươi hỗ trợ đối phó cái kia hỏa diễm chi nhãn, cho nên hắn chuẩn bị đưa mai răng nhanh cho ngươi làm lưu niệm. Hoàng Sơn chân quân nói. Tống Thư Hàng sướng sờ, vị tiền bối kia răng, cửu phẩm nha. Vị tiền bối kia là khuyển yêu. Không, là hắn tấn thăng cửu phẩm lúc đổi nha, bát phẩm cấp bậc. Người vừa vặn có thể cầm tới luyện chế, khuyển thần tướng quân, giới chỉ. Hoàng Sơn Trân Quân nói. Bát phẩm cấp răng nanh. Tống Thư Hàng dừng một chút, sau đó hắn đột nhiên nói, Hoàng Sơn tiền bối, mặc dù không có ý tứ, bất quá. Ta có thể muốn hai cái nha sao? Ta có thể cầm đồ vật đổi ừm, luyện chế, răng nanh tướng quân, thời điểm, cần hai cái nha sao. Hoàng Sơn Trân Quân Hiếu Kỳ nói. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, không phải, ta cần luyện chế hai cái, răng nanh tướng quân. Tổ hợp pháp khí một cái là đủ rồi a, à, người chẳng lẽ đã hào đến muốn luyện một cái, ném một cái trình độ. Hoàng Sơn Trân Quân nói. Tống Thư Hàng, không, nói thế nào tốt đây, ta nhận một vị tiền bối ủy thác, cho nên, ta có thể muốn luyện chế hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp bảo. Hoàng Sơn Trân Quân, 33 tổ hợp pháp khí, luyện hai bộ, còn chuẩn bị tại ngũ phẩm trước luyện chế hoàn thành. Tống Thư Hàng tiểu hữu người đang nằm mơ đúng không? Tống Thư Hàng lại nói, Hoàng Sơn tiền bối, ta có thể dùng những vật khác trao đổi, tỉ như cá voi thánh cốt. Thành giao, ta cần phải có nhai kình cái kia bộ phận, mà lại muốn cả một đầu cá voi thánh cốt, làm trao đổi, ta có thể đợi giá đổi lấy ngươi chín cái răng nanh, tăng thêm trước đó muốn đưa ngươi, chung 10 cái. Hoàng Sơn chân quân điện thoại bị cướp đi, bên trong truyền tới một thanh âm giả nua. Không sai, là cái kia cầm cung lão giả thanh âm. Có nhai kình, còn muốn cả một đầu cá voi thánh cốt. Đúng, vị này cầm cung lão giả cũng là khuyển yêu, cho nên mới sẽ đối xương cốt loại vật này cố chấp như thế. Thành giao, hợp tác mau mau, Tống Thư Hàng nói. Đến, Trực tiếp không gian giao dịch, ta mở ra cỡ nhỏ không gian thông đạo. Cầm cung lão giả không kịp chờ đợi nói. Thông qua cỡ nhỏ không gian thông đạo, chín cái bát phẩm khuyển thánh nha cộng đưa tặng một cái, đổi cả một đầu cá voi thánh cốt, đồng giá trao đổi. Giao dịch xong phương đều là vừa lòng thỏa ý. Tống thư hàng đem bát phẩm răng nanh chuyển rời đến Hạch Tâm thế giới. Lại đem bên trong hai cái đưa vào đến Lục Tu Tiên tử trong tay. Đây là cái gì? Răng nanh lục tu tiên tử nhìn qua trong tay hai cái chủy thủ lớn nhỏ răng. Bát phẩm khuyển thánh nha, rèn đúc tam thập tam thú tổ hợp pháp bảo bên trong, khuyển thần tướng quân giới chỉ tài liệu chính. Tống thư hàng trả lời. Lục tu tiên tử, bát phẩm em gái ngươi. Ngươi không phải mới vừa nói bản thân chỉ nhận biết hai vị bát phẩm tiền bối sao. Liền một câu thời gian, lại nhiều hai cái bát phẩm khuyển thánh nha, tất tất người cái tất tất nha, tin hay không? Ha ha ha, kỳ thật cũng là ngoài ý muốn á. Vừa dùng cá voi thánh cốt cùng một vị tiền bối đổi chín khỏa khuyển thánh nha, tăng thêm hắn lại đưa ta một khỏa. Tống Thư Hàng nói, lục tu tiên tử, không nói chuyện nói, nếu như ta thật có thể lấy tới trọn vẹn, bát phẩm vật liệu, đến luyện chế 33 tổ hợp pháp khí, ngẫm lại liền sẽ rất mang cảm giác a. À. Tống Thư Hàng nói, đi chết, lục tu tiên tử nói, người muốn cho bổn tiên tử đâm tâm mà chết a. À. Lục tu tiên tử lại nói, ta trước giúp ngươi đem, vương bá chuyên gia, luyện chế hoàn thành, quy tiền bối tại bên cạnh ngươi à, luyện chế cái này cần trợ giúp của hắn. Mai rùa cùng cá voi thánh cốt khác biệt, trình độ cứng cáp cao hơn, mà lại phía trên còn bị quy tiền bối luyện chế qua. Tốt, ta liên hệ quy tiền bối hiệp trợ ngươi, Tống Thư Hàng nói. Rùa liên hệ quy tiền bối hỗ trợ, còn muốn tưởng tượng quy tiền bối có cái gì yêu thích, đến lúc đó phải nghĩ biện pháp cảm tạ hắn hỗ trợ mới được. Đại hải quy vốn là sen lẫn trong đón dâu trong đội ngũ. Hắn rất sảng khoái đáp ứng Tống Thư Hàng hiệp trợ luyện chế, vương bá chuyên gia, trì thuẫn thỉnh cầu. Đúng rồi, quy tiền bối, tương tự mai dù người còn gì nữa không, Tống Thư Hàng lại hỏi. Bạch bối cũng phải một phần, nếu như có thể mà nói, tận lực cho bạch tiền bối tiền bối cũng chuẩn bị một phần đồng dạng quy cách pháp khí. Dù sao đến lúc đó bạch tiền bối sẽ không thua lỗ hắn hắn đến lúc đó chuẩn bị tam thập tam thú tổ hợp pháp khí càng tốt bạch tiền bối cho chỗ tốt cũng càng lớn có bất quá ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đổi quy tiền bối ha ha cười nói cái thứ nhất mai rùa hắn xem ở thăng phần trăm ít tiên tử phần bên trên đưa tống thư hàng nhưng nó không phải làm từ thiện không có khả năng đem mai rùa một cái tiếc một cái tiêu thụ ra đi quy tiền bối muốn cái gì tống thư hàng hỏi ta muốn một đầu con thỏ tỏa kỵ chỉ ít lục phẩm trở lên. Quy tiền bối nói, tống thư hàng, hoặc là đến một phần bát phẩm thỏ mau, chính ta luyện chế một cái con thỏ hình phi hành pháp bảo cũng giống vậy xuất khí. Quy tiền bối lại bổ sung, tống thư hàng, vì cái gì ngươi một đầu rùa sẽ muốn một đầu con thỏ làm thú cưỡi a à? Ta biết ngươi bây giờ không có lục phẩm con thỏ tỏa kỵ, cũng không có bát phẩm thỏ mau. Bất quá ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định sẽ lấy được, đến lúc đó lại cùng ta trao đổi, Quy Tiền Bối nói, đang khi nói chuyện, kiệu cưới rốt cục đi tới trạm trung chuyển. Đậu Đậu bản Tống thư hàng cùng Bạch Tiền Bối đang trạm trung chuyển chờ lấy mọi người. Sau một khắc, Tống thư hàng thấy được để hắn tuyệt vọng hình ảnh. Tống thư hàng đậu đậu bản ăn mặc áo đuôi tôm, lấy chó ngồi xổm tư thế, ngồi xổm ở trạm trung chuyển cổng. Hắn lẻ lưỡi, thở phì phò. Tại Tống thư hàng nhìn thấy Tống thư hàng đậu đậu bản đồng thời, đậu đậu cũng đúng lúc quay đầu nhìn hắn. Uông đậu đậu kêu một tiếng. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng nghĩ đến chết. Ha ha ha, kích thích không? Thư Hàng, đậu đậu nói. Tống Thư Hàng. Đậu đậu đứng lên, phủi tay, lúc này trên tay phải của hắn có một đôi màu trắng bao tay. Ta đã nói với người A, trước đó người đột nhiên đem, nghịch kình võ sĩ quyển sáo, triệu hoán đi rồi, sau đó tay phải của ta liền chống đi. Tiếp theo, ta không cẩn thận tay phải ấn đến trên mặt đất. Tống Thư Hàng tay không đè vào trên mặt đất. Nếu không phải bạch tiền bối lúc ấy liền trên người ta, người liền chết một hồi. Đậu đậu nói, nâng tay phải lên liếm liếm móng vuốt, người chưa thấy qua cái kia chảy máu lượng, chảy đầy đất. Tống thư hàng ngấm lại cũng cảm giác đau muốn chết. Tiếp theo, ta cảm giác trong đầu của người tựa hồ xuất hiện rất nhiều tin tức, bất quá ta đọc đến không được. Lại nói tiếp, ta liền bị đau nhức ngất đi, đơn giản ngày đậu đậu, đậu đậu lại nói. Tống thư hàng khóe miệng co giật, khẳng định là xem xét bí pháp, khởi động, thuận tiện lấy giám định địa cầu mụ mụ bộ phận tin tức đi. Tống Thư Hàng không có ý tứ cười khan một tiếng, hỏi Bạch Tiền Bối đâu? Ở chỗ này đây, Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên. Tiếp lấy Bạch Tiền Bối từ đó chuyển chạm trong phòng đi ra. Đồng dạng là một thân màu đen áo đuôi tôm, tóc dài tùy ý vẩy vào sau lưng, có một sợi tóc cắt ngang chán từ trên chán rủ xuống. Há, hút, bạch tiền bối, ở đây tu sĩ không tự chủ được nói. Không hổ là cửu châu nhất hào quần, nhan trị đảm đương bạch tiền bối, màu đen áo đuôi tôm trang phục hắn xuất khí bức người. Hoàng kim kiệu bên trên, đậu đậu vũ nhu tử bản, nếu như bạch tiền bối con mắt lại biến thành màu đỏ lời nói, liền sẽ có loại tà mị quản ra cảm giác. Màu đỏ, bạch tiền bối nghĩ nghĩ, đưa tay che ánh mắt của mình. Lại buông ra phía sau ánh mắt của hắn đã biến thành màu huyết hồng tốt nhất lại hiện điểm ánh sáng màu đỏ. Đậu đậu vũ nhu tử bản tiếp tục nói. Bạch tiền bối nháy nháy mắt, sau đó trong con người tản mát ra nhàn nhạt hồng mang tới. Còn có tiếu dung, bạch tiền bối đổi lại thượng tà mị tiếu dung. Đậu đậu vũ nhu tử bản hưng phấn nói. Bạch tiền bối, tà mị cười. Chính là loại kia nụ cười xấu xa, phối hợp thêm ánh mắt, cấp một bồng. Vũ nhu tử nói. Đậu đậu, không cần tiếp tục nữa. bắc Hà Tán Nhân lập tức nói sẽ xảy ra chuyện, vọng thiên, thất sinh phù phủ chủ nói. Nhưng ta rất mong đợi, lệ chi tiên tử nói. chương 1303, giao dịch giao dịch lại giao dịch. Để cho ta ngẫm lại, bạch tiền bối xoa cầm suy tư một lát. Sau đó, hắn lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Con mắt màu đỏ tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, cơn gió thổi lên hắn tóc cắt ngang chán, lại phối hợp cái này cười xấu xa. Tà tà bạch tiền bối thật tuyệt. Vọng thiên, không được, không được. Đón dâu đội ngũ chàng diện đều biến hỗn loạn lên. Cũng may Bạch Tiền Bối cười xấu xa không có duy trì bao lâu, cười một tiếng liền thu liễm. Nhưng toàn trường đã lặng ngắt như tờ, đều ở vào ngẩn người trạng thái. Liền ngay từ đầu đề nghị Vũ Nhu tử đều cứng lại rồi, hai mắt ngẩn người. Tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, cười khổ nói, "Bạch Tiền Bối, vì cái gì ngươi muốn phối hợp như vậy?" Hôm nay Bạch Tiền Bối phong cách vẽ không đúng há, bởi vì quen thuộc, không tự chủ được liền bắt đầu phối hợp. Bạch tiền bối nói, dù sao ta là phân thân, thói quen theo bản thể mệnh lệnh đi hành động. Vọng thiên, cái kia bạch tiền bối đây, tống thư hàng hỏi. Đột nhiên liền bế quan, lần này nói muốn bế thêm chút, thuận lợi khả năng 10 ngày nửa tháng, nói không chừng hội bế cái 10 năm 8 năm. Chờ cái này đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc, ta phải cho hắn tìm thích hợp bế quan địa điểm. Bất quá cái này về, tại hắn chứa thời điểm, ta để thay thế hắn hành động. Bạch tiền bối phân thân nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Bảo đao phách toái cùng lưu tinh kiếm đồng thời bay ra. Bảo đao phách toái thượng hàng rào bên trong nằm tô thị A thập lục cùng vũ nhu tử, mà lưu tinh kiếm thượng đồng dạng lắp tầng một hàng rào, bên trong ngồi đang lúc bế quan bạch tiền bối. Tống thư hàng, lưu tinh kiếm, thật sự bị lắp đặt hàng rào rồi khi nhìn đến chính bản tống thư hàng phía sau lưu tinh kiếm thật nhanh cọ sát tới vây quanh tống thư hàng dạo qua một vòng phát ra tiếng kiếm reo lần này không phải nũng nịu nghe tới tựa hồ là tố khổ lưu tinh kiếm đã sơ bộ có được kiếm linh tương lai hắn cũng có thể biến giống như xích tiêu kiếm có thể có được hoàn chỉnh ý thức hắn hiện tại hướng tống thư hàng tố khổ nguyên nhân tựa hồ cũng chỉ có trên người nó cái này một thân hàng rào đi nếu như tương lai hắn biết tầng này hàng rào, để sướng người là ta, có thể hay không tới chém chết ta. Tống thư hàng trong lòng có chút hoảng. Lấy bạch tiền bối may mắn giá trị, tại, linh lực triều tịch, tiến đến thời điểm, nói không chừng lúc nào liền tấn thăng cửu phẩm đi. Đến lúc đó lưu tinh kiếm cũng nhất định sẽ được luyện chế đến xứng đôi cảnh giới. Cửu phẩm cấp lưu tinh kiếm đuổi theo hắn chặt, áp lực sơn đại. Đúng rồi, thư hàng, trước đó xa xa liền nghe đến người cùng quy đạo hữu đang nói chuyện, lục phẩm con thỏ tỏa kỵ cùng bát phẩm thỏ mao chủ đề bạch tiền bối phân thân hỏi tống thư hàng nhẹ gật đầu lục phẩm con thỏ đồng dạng không có khả năng làm thú cưỡi lục phẩm là chân quân cảnh giới vô luận là ở đâu đều là đại nhân vật bất quá bát phẩm thỏ mao ta biết nơi nào có bạch tiền bối phân thân nói tống thư hàng nhãn tình sáng lên chỗ nào có thể được đến bát phẩm thỏ mao bạch tiền bối phân thân đối lệ chi tiên tử vẫy vẫy tay lệ chi tiên tử đừng phát ngây người, mau tới đây. Lệ chi tiên tử cười hì hì xông tới, bạch tiền bối, cùng ta chụp ảnh chung một chương. Trước trò chuyện chính sự, bạch tiền bối phân thân nói. Trước chụp ảnh, bạch tiền bối người lại tà tà cười một tiếng, cùng ta hợp cái ảnh. Thư hàng, người thay chúng ta hai đập, lệ chi tiên tử kiên trì nói. Không có cách, bạch tiền bối phân thân lại phối hợp với lệ chi tiên tử tà tà cười một tiếng. Thật vất vả có chút khôi phục đón dâu đội ngũ, lần nữa nhìn thấy bạch tiền bối tà tà cười một tiếng. Khục, vấn đề này cùng lệ chi tiên tử có quan hệ sao? Tống thư hàng hỏi. Bạch tiền bối nói, nói đúng ra, cùng lệ chi tiên tử một vị sư huynh có quan hệ. Lệ chi tiên tử, người cùng người trong môn phái một vị gọi mía ngọt đạo trưởng đạo hữu quen biết a à? Mía ngọt sư huynh, ta biết, hắn là tu chân giới cất giữ đại sư, lệ chi tiên tử nói. Hắn cất giữ các loại da lông, tống thư hàng hỏi, Lệ Chi Tiên Tử lắc đầu, hắn cất giữ các loại giang thú. đã từng có đoạn thời gian hắn muốn đem bản thân đem hào đổi thành thú nhà đạo trưởng, kết quả bị hắn sư phụ Giao Thơm đạo trưởng đuổi theo đánh một tháng. Tống Thư Hàng, Giao Thơm thật đáng sợ. đúng vậy a, à, Giao Thơm sư bá làm người đặc biệt nghiêm túc. Lệ Chi Tiên Tử nói, Tống Thư Hàng, mà lại Giao Thơm cũng không dễ ăn. Lệ Chi Tiên Tử phúc người muốn ăn ta Giao Thơm sư bá. Tống Thư Hàng bạch tiền bối phân thân, ta nhớ được trước kia nghe người ta nhắc qua, mía ngọt đạo trưởng đã từng cùng một tôn thỏ thánh giao tình rất tốt. Vị kia thỏ thánh còn duy trì cách mỗi một năm đổi một lần mau thói quen. Nàng thay đổi lông tóc, đều từ mía ngọt đạo trưởng thu thập. Cho nên, nếu như người muốn thỏ thánh mau, có thể thông qua lệ chi tiên tử đi tìm vị này mía ngọt đạo trưởng. Lệ chi tiên tử, ta có thể thay ngươi liên hệ mía ngọt sư huynh. Bạch tiền bối phân thân nói, muốn mua thỏ mau, ta có thể cho ngươi mượn linh thạch. Bất quá, nếu như ngươi có tương đối đặc thù răng thú, cũng có thể là từ mía ngọt đạo trưởng trong tay đổi được cần thỏ mau. Tống Thư Hàng đưa tay, lấy ra một cái, khuyển thánh nha. Bạch tiền bối, ngươi cảm giác thứ này thế nào? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối phân thân, bát phẩm khuyển thánh nha. Không tệ, vật này hẳn là sẽ rất phù hợp mía ngọt đạo trưởng yêu thích. Ta gọi điện thoại cho mía ngọt sư huynh, lệ chi tiên tử nói nàng móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, người tốt, vị nào? Đối diện truyền ra trầm thấp thanh âm nam tử. Mía ngọt sư huynh, ta là lệ chi A, người không có tổn mã số của ta. Lệ chi tiên tử hỏi. Là tiểu lệ chi nha, ai điện thoại di động của ta bị hư, vừa cải tiến cái điện thoại di động thấu hỏa lấy dùng, không nhìn thấy điện báo biểu hiện, tâm thật mệt mỏi. Ta mấy ngày nay vận khí siêu thảm, sư phụ hôm nay đột nhiên đến ta động phủ vọt môn, kết quả nhìn ta lại tại loay hoay răng thú, không hiểu thấu phát cáu giúp ta một trận. Nếu không phải hắn là nam, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không mỗi tháng cái kia tới. Trầm thấp nam tử vừa nói nói. Lệ chi tiên tử, phốc. Thật sự, ta thật lâu trước liền hoài nghi giao thơm sư phụ có phải hay không nữ giả nam trang. Giao thơm cái này đạo hiệu luôn cảm giác nữ đệ tử tương đối thích hợp, mà lại giao thơm sư phụ từ nhỏ đến lớn đều không có cùng mọi người phao qua nhà tắm, còn có mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy tính tình của hắn sẽ thay đổi rất kém cỏi. Càng quan trọng hơn là, hắn đến bây giờ còn là độc thân, liền không có gặp hắn cùng vị tiên tử kia náo qua chuyện xấu. Rất cổ quái, mía ngọt đạo trưởng nói. Lệ chi tiên tử, người kiểu nói này, ta cũng cảm giác sao thơm sư bá có điểm lạ. Cho nên lệ chi tiên tử ngươi vậy có hay không tu luyện mị hoặc loại công pháp tiên tử nói bạn, giới thiệu ta một cái. Ta chuẩn bị phái người đi dụ hoặc sư phụ mía ngọt đạo trưởng nói lệ chi tiên tử sư huynh còn sống không phải rất tốt sao tại sao phải như thế tìm đường chết khổ khổ việc này trước thả một chút người tìm sư huynh chuyện gì mía ngọt đạo trưởng hỏi lệ chi tiên tử có chuyện làm ăn muốn cho ngươi giới thiệu một chút sư huynh ngươi nơi đó có thỏ thánh mao sao ta có vị tiểu đạo hữu muốn đổi một số thỏ mao có còn có rất nhiều bất quá đây là bát phẩm thỏ thánh mao phương diện giá tiền sẽ không tiện nghi. Mía ngọt đạo trưởng nói, lệ chi tiên tử, ta vị tiểu đạo hữu này trong tay có, bát phẩm khuyển thánh nha, sư huynh ngươi có hứng thú sao? Bát phẩm khuyển thánh nha, cái gì phẩm loại loại chó? Không không không, khuyển thánh nha ta thì có hứng thú. Người vị kia tiểu hữu hiện tại ở đâu? Ta lập tức quá khứ, hắn cần bao nhiêu thỏ thánh mau? Lệ chi tiên tử nhìn về phía tống thư hàng. Tống thư hàng nghĩ nghĩ, nói ba phần lời nói muốn bao nhiêu khuyển thánh nha giao dịch tam thập tam thú tổ hợp pháp phẩm bên trong vừa vẫn cũng bao quát thỏ mao thỏ ngọc tiên tử áo choàng là rất xuất khí phòng ngự phụ trợ hình pháp khí hai cái khuyển thánh nha đổi một phần thỏ mao có làm hay không mía ngọt đạo trưởng hỏi tống thư hàng nhẹ gật đầu lệ chi tiên tử sáu viên răng nanh đổi sáu phần thỏ mao không có khả năng dạng này ta sẽ thua lỗ lớn mía ngọt đạo trưởng nói năm phần lệ chi tiên tử nói mía ngọt đạo trưởng không được năm phần ta cũng thua thiệt bốn phần ít hơn nữa ta liền không đổi á lệ chi tiên tử nói tốt thành giao mía ngọt đạo trưởng cắn răng nói lệ chi tiên tử đối tống thư hàng dựng lên cái thắng lợi tư thế tống thư hàng lệ chi tỷ tỷ nha điện thoại đối diện vị kia là sư huynh của ngươi ta chỉ là người tại quần bên trong nhận biết tiểu bối. Cùng vị sư huynh kia tính toán ra, ta là người ngoài. Người giúp người ngoài chặt sư huynh giá, thật sự không có vấn đề sao. Lệ chi tỷ tỷ tựa hồ có thể đoán được tống thư hàng tâm tư, nàng vỗ vỗ tống thư hàng, ta đây là giúp đỡ ta khuê nữ diệp tư tại trả giá, người chớ hiểu lầm. Nếu như người cảm giác băn khoăn, đến lúc đó cho ta một chút thỏ mau, chỉ cần một chút xíu là được rồi. Thành, tống thư hàng nói ta cũng muốn một điểm, ta chuẩn bị cho lưu tinh kiếm hàng rào bên trong ra một đầu chân lông. Ta chuẩn bị dùng 13 chủng linh thú mau đến dệt. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống thư hàng, không có vấn đề. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp hiệu quả đi. Lệ chi tiên tử, để mí ngọt đạo trưởng phát cái tọa độ, ta lợi dụng không gian lực lượng đưa răng nhanh quá khứ, lại mang về thỏ mau. Bạch tiền bối phân thân nói. Không gian lực lượng, chính là thuận tiện như vậy, Ai dùng người nấy biết. Mượn Bạch Tiền Bối phân thân không gian lực lượng, Tống thư hàng dùng 6 mai khuyển thánh nha thành công cùng nghĩa ngọt đạo trưởng đổi lấy 4 phần thỏ thánh mao. Sau đó hắn lại dùng một phần thỏ thánh mao cùng quy tiền bối đổi một đầu bát phẩm cấp quy thánh xác. Tiếp đó, hắn lại đem một phần khác thỏ thánh mao chia 3 tiểu phần, phân biệt giao cho Bạch Tiền Bối phân thân cùng lệ chi tiên tử. Cuối cùng một tiểu phần hắn chuẩn bị bản thân giữ lại, có dành cho bảo đao phách toái cũng làm tầng một chăn lông cuối cùng còn sót lại hai phần thỏ thánh mau cùng cái kia mai rùa cùng một chỗ chuyển rời đến hạch tâm thế giới lục tu tiên tử nơi đó a à, lần này lại là cái gì lục tu tiên tử nhìn qua bên người đột nhiên thêm ra màu trắng mọc lông cùng mai rùa nghi ngờ nói tống thư hàng cái kia như người thấy đây là thỏ mao bát phẩm lục tu tiên tử nói tống thư hàng ngượng ngùng nói hừm bát phẩm thỏ thánh mau, hai phần vừa vặn chế tạo, thỏ ngọc tiên tử, áo choàng. Em gái ngươi, lục tu tiên tử nói. Tống thư hàng gượng cười. Thứ này lại là từ chỗ nào tới? Đừng nói cho ta có chỉ thỏ thánh đi ngang qua, rất thưởng thức ngươi, sẽ đưa ngươi nhiều như vậy thỏ mau. Lục tu tiên tử cắn răng nói. Tống thư hàng, không có chuyện, trên thế giới này nào có như thế thoải mái tiên rớt đĩa bánh. Đây là ta lấy vật đổi vật lấy được, dùng sáu viên khuyển thánh nha đổi được nhiều như vậy thỏ thánh mau. Lục Tu Tiên tử sờ lên bản thân ngực lớn, cách cái ngực lớn, nàng đều có thể cảm giác được tim đập của mình tại cuồng bạo gia tốc. Tâm thật mệt mỏi. Chương 1304, đó là cái quảng cáo là vua thời đại. Có loại hôm nay đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tài liệu chính cho ta kiếm đủ a, hỗn đản. Lục Tu Tiên tử tại nội tâm lớn tiếng gào thét. Bất quá nàng không dám nói ra khỏi miệng. Nàng sợ bản thân cái này mới mở miệng liền biến thành lập kỳ, sau đó Vạn nhất Tống thư hàng con hàng này thật sự vào hôm nay đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tài liệu chính kiếm đủ, còn toàn bát phẩm, nàng hội điên mất. Vất vả lục tu tiên tử Tống thư hàng nói. Lục tu tiên tử liếc mắt, đâm tâm. Nàng có chút hối hận lúc ấy như vậy sảng khoái liền đáp ứng vị kia thần bí tiền bối, thay Tống thư hàng đúc hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tống thư hàng cái này ra hỏa trung tiếp cận bốn kiện, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vật liệu, tài liệu chính tất cả đều là bát phẩm chuyến này luyện khí xuống tới, nàng lỗ vốn đến nhà bà ngoại. Ha ha, cái kia, chờ pháp khí nguyên bộ giải quyết phía sau ta mời bạch tiền bối cho tiên tử ngươi tăng lương. Tống Thư Hàng cũng có chút ngượng ngùng nói. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân một hơi có thể làm đến nhiều như vậy bát phẩm vật liệu. Lục tu tiên tử tinh thần chấn động, đây chính là chính ngươi nói a. À. Tống Thư Hàng, yên tâm đi, vị tiền bối kia luôn luôn thưởng phạt phân minh, chắc chắn sẽ không bạc đãi hai ta này mới đúng mà, muốn để con ngựa chạy, liền phải để con ngựa ăn no cỏ. Lục tu tiên tử nói. Sau đó, nàng tại đại hải quy tiền bối phụ trợ dưới, bắt đầu luyện chế loại thứ hai tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vương bá chuyên gia chi thuẫn. Kết thúc cùng lục tu tiên tử giao lưu phía sau tống thư hàng ngắm nhìn bản thân cất giữ bên trong bát phẩm vật liệu. Cá voi thánh cốt còn có 13 căn, cá voi thánh lân phiến 20 phiến, khuyển thánh nha 2 mai, thỏ thánh mau 1, 3 phần nếu như có thể gặp lại cần giao dịch đối tượng, trong tay hắn cái này, bát phẩm vật liệu, nói không chừng còn có thể đổi không ít đồ vật. Bạch tiền bối, người nhận biết đạo hữu bên trong còn có ai cần, cá voi thánh cốt, cá voi thánh lân, khuyển thánh nha, loại hình đồ vật, nếu như có, ta nghĩ tận lực đổi điểm cái khác bát phẩm vật liệu. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối phân thân lắc đầu, tạm thời không, ngươi là muốn đụng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vật liệu luyện khí sao? bạch tiền bối tại cửu châu nhất hào quần nói chuyện phiếm trong ghi chép thấy qua tống thư hàng muốn luyện tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tin tức tống thư hàng nhẹ gật đầu dạng này a à, người đợi ta dưới ta cho người treo cái giao dịch đơn đi đúng điện thoại ta cùng a thập lục điện thoại bị hư người thay chúng ta mua điện thoại mới không bạch tiền bối hỏi tống thư hàng móc ra hai cái điện thoại ta còn chỉ mua hai cái trước mấy ngày bị làm đến thú dưới đi còn chưa kịp tới mua điện thoại mới. Cái kia trước giao cho ta, ta đem cái này hai cái điện thoại đều cải tạo dưới. Chờ đậu đậu hôn lễ kết thúc, chúng ta lại đi mua chỉ cùng kiểu dáng. Bạch tiền bối phân thân nói. Cùng kiểu dáng điện thoại cải tạo tương đối có kinh nghiệm. Tống thư hàng đem hai cái điện thoại đều giao cho bạch tiền bối. Đen là tống thư hàng dùng riêng, màu trắng chính là cho bạch tiền bối lưu, cùng khoản còn có một cái màu đỏ, đến lúc đó cho A thập lục mua sắm một chi bạch tiền bối phân thân trước đem điện thoại di động của mình thẻ móc ra nhét vào màu trắng trong điện thoại di động thư hàng mặc dù đạo hiệu của ta gọi bạch nhưng kỳ thật điện thoại di động nhan sắc ta tương đối thiên vị màu đen tống thư hàng đồng ý nói ta cũng cảm giác màu đen khá là đẹp đẽ cho nên ngươi liền tự chọn màu đen đem màu trắng lưu cho ta rồi bạch tiền bối phân thân hỏi tống thư hàng nào có sự ta đây không phải cảm giác màu trắng cùng bạch tiền bối ngày càng phối nha Bạch tiền bối phân thân phủi tay cơ, thật nhanh hoàn thành kích hoạt điện thoại di động quá trình. Sau đó, Tống Thư Hàng nhìn thấy bạch tiền bối leo lên, phần mềm chat, tài khoản, đưa tay một vòng, đem lão, người ký tên, cho bỏ đi. Bạch tiền bối lão người ký tên đổi qua mấy lần, một lần cuối cùng đổi mới là thay mình phim đánh quảng cáo, tuyên truyền mạt pháp chi chiến chiếu lên. Quảng cáo từ rất phổ thông. Mạt pháp chi chiến, A à Bạch đập bộ phim đầu tiên, các lớn dạp chiếu phim cũng có chiếu lên, Hoan nghênh mọi người tiến đến quan sát. Sau đó phía dưới là từng dãy, nhìn xem nhìn xem, loại hình hồi phục. Lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân đem mặt pháp chi chiến quảng cáo tin tức cho bỏ đi, sau đó đổi thành giao dịch tin tức. Người bây giờ trong tay bát phẩm vật liệu số lượng có bao nhiêu? Bạch Tiền Bối hỏi. Tống thư hàng đem số lượng thuật lại Bạch Tiền Bối. Lấy vật đổi vật tin tức, hiện trong tay có cá voi thánh cốt 13 căn, cá voi thánh lân phiến 20 phiến khuyển thánh nha hai mai, đổi cái khác bát phẩm cấp vật liệu luyện khí. Bao quát nghiêu, dê, ngựa, con lừa, lạc đà, hươu, heo, mèo, sư, hổ, báo, lang, cáo, trồn, gấu, tường, vượn, gà, hạc, ngỗng, ưng, rắn, tê tê, chuột, cá mập, đồn, cua, tôm, con mực chờ vật liệu luyện khí. Chỉ đổi không bán, không thành thật chớ quấy dày. Đổi mới xong tin tức phía sau Bạch Tiền Bối phân thân lại nói: "Thư Hàng, tài liệu trong tay ngươi số lượng quá ít, mà lại chủng loại tương đối đơn nhất, tất cả đều là cá voi thánh cốt cùng cá voi thánh lân, huyền thánh nha cũng chỉ có hai cái, đoán chừng có thể đổi lại đồ vật không nhiều. Có rảnh rỗi, đi thêm làm một điểm bát phẩm vật liệu luyện khí." Tống Thư Hàng cảm động khóc, "Bạch Tiền Bối, bát phẩm vật liệu không thể dễ dàng như thế tới tay đây này. Ta cho đến bây giờ cũng không có nhận biết mấy vị bát phẩm huyền thánh." có thể lấy được những này huyền thánh vật liệu đã là vận khí rất mạnh mẽ. Cũng có đạo lý, chờ đậu đậu hôn lễ kết thúc, chúng ta tìm một chỗ đem ta bản thể an trí thỏa đáng, sau đó ta mang ngươi đến trong vũ trụ đào bảo đi, đào mấy ngày liền có thể đào được không ít huyền thánh tài liệu. Huyền thánh lực phá hoại so sánh lớn, cho nên trước đây thật lâu, huyền thánh ở giữa sinh tử đấu cũng sẽ ở trong vũ trụ tiến hành. Trong vũ trụ tương đối dễ dàng đào được huyền thánh cấp vật liệu. Bạch tiền bối phân thân nói. Bên cạnh, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu tất cả đều là một cái biểu lộ bạch tiền bối, chúng ta đào bảo kinh nghiệm ít, ngài không nên gạt chúng ta. Huyền thánh vật liệu tại trong vũ trụ thật sự rất tốt đào, huyền thánh vật liệu đã sớm nát đường cái. Tống thư hàng, tốt tốt tốt. Bạch tiền bối muốn dẫn ta đi đào bảo, có đi hay không? Đương nhiên đi a à, không đi là đồ mốc mà. Mặc dù có nguy cơ, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, nhiều nhất trọng thương chỉ cần bạch tiền bối không đột nhiên thất thần, cũng không cần lo lắng sẽ chết. Đậu đậu kiểu cưới tiếp tục đi tới. Tống thư hàng đậu đậu bản hô hấp có chút rồn dập lên. Tống thư hàng, người nói một hồi ta thật sự hội cùng vị kia, phệ thiên doanh, đại lão kết hôn sao? Đậu đậu hỏi. Bên cạnh Bắc Hà Tán Nhân, a à, đậu đậu ngươi đến bây giờ đều không nhận được tin tức. Người đối tượng kết hôn đã sớm từ bỏ, hiện tại là tam thập tam thú thần tông, cuối cùng truyền nhân, phù sinh tiên tử. Là vị ngũ phẩm chó tiên tử. Thật sự, đậu đậu cả người cảm giác trọng sinh đồng dạng. Kết quả vẫn là phù sinh tiên tử tới A, Tống Thư Hàng nói. Mà lúc này, Bạch Tiền bối phân thân một mực đang nắm lấy điện thoại nhanh chóng đưa vào tin tức. Có khách nhân đến liên hệ, Bạch Tiền bối phân thân nói ra. Tống Thư Hàng, nhanh như vậy. Nhất định, đó là cái quảng cáo thời đại, chỉ cần quảng cáo đánh đi ra phía sau chắc chắn sẽ có hiệu quả bạch tiền bối phân thân nói cùng bạch tiền bối liên hệ chính là một vị gọi tử viêm tán nhân tu sĩ bạch thánh tiền bối ngài trong tay cá voi thánh cá voi phiến có phải hay không có được kinh thần huyết mạch cá voi thánh thân thượng cá voi phiến tử viêm tán nhân dò hỏi bạch tiền bối hồi phục không sai người có đồ vật gì muốn đổi ta một cặp nghiêu thánh sừng muốn đổi sáu mảnh cá voi thánh lân phiến tử viêm tán nhân nhanh chóng trả lời Bạch tiền bối phân thân xoay đầu lại nhìn về phía tống thư hàng, thư hàng, người cá voi thánh lân phiến lớn bao nhiêu. Cực lớn, mỗi một phiến đều có dài hơn 5 thước, rộng hơn 2 mét. Tống thư hàng nói, đặt ngang lấy đều có một cỗ cỡ chung xe lớn nhỏ. Những này lân phiến vẫn lạc, cật qua thánh quân, trên người tương đối nhỏ lân phiến. Bạch tiền bối phân thân nhẹ gật đầu, hồi phục tử viêm tán nhân nói, trong tay của ta cá voi thánh lân phiến đặc biệt lớn, một mảnh có dài 5 mét, rộng 2 mét. Cái kia đổi hai mảnh, một đôi nghiêu thánh sừng đổi hai mảnh, vừa vặn đủ ta chế tạo một bộ khôi giáp. Tử viêm tán nhân vui vẻ nói. Bạch tiền bối phân thân, thành giao, đem tọa độ phát cho ta. Chúng ta trực tiếp tiến hành siêu không gian giao dịch. Tử viêm tán nhân còn có loại này thao tác, bần đạo cho bạch thánh tiền bối quỳ. Đạo hữu quá khách khí, tọa độ cho ta, ta đem cá voi thánh lân phiến truyền tống cho ngươi, sau đó lại đem nghiêu thánh sừng với tay cầm bạch tiền bối phân thân nói về sau thông qua bạch tiền bối không gian thiên phú hai phiến cá voi thánh lân đổi một đôi nghiêu thánh sừng giao dịch hoàn thành tống thư hàng tiếp nhận đây đối với nghiêu thánh sừng cảm thán quảng cáo là vô thời đại nha cũng chỉ có bạch tiền bối tùy tiện dây cót giao dịch quảng cáo lại có thể lập tức hoàn thành một vụ giao dịch đây này loại cảm giác này thật sự sảng khoái hạch tâm thế giới Lục tu tiên tử đổ mồ hôi lâm ly, thật vất vả mới đem bên trong một đầu mai rùa rèn luyện đến, thích hợp chế tạo, trạng thái. Quy tiền bối, ngài mai rùa quá kiên cố, lục tu tiên tử lắc lắc tay. Đại hải quy dương dương đắc ý, nhất định, dù sao ta chủ là bắc phương đại đế, có đôi khi vì thay ta chủ cản thương, ta mai rùa cường độ viễn siêu phổ thông bát phẩm mai rùa. Lục tu tiên tử ngẩng đầu vọng thiên, đâm tâm. Nàng ngẩng đầu một cái, đột nhiên một đôi xinh đẹp sừng trâu xuất hiện tại trước mắt nàng. Lục tu tiên tử, Đốt xinh đẹp sừng trâu rơi xuống đất, phát ra êm tai tiếng vang. Tống thư hàng, người đi ra cho ta nói chuyện, đừng nói cho ta đây là bát phẩm nghiêu thánh sừng. Lục tu tiên tử cắn răng nói. Tống thư hàng một trận nịnh nọt cười bồi, ha ha, ha ha, cái kia, hiện tại là quảng cáo là vua thời đại. Bạch tiền bối miễn phí cho ta tới lần quảng cáo, hiệu quả đặc biệt tốt không phải sao, quảng cáo vừa mới ra ngoài, thì có người dùng nghiêu thánh sừng đổi hai ta phiến cá voi thánh lân. Cái kia, vất vả lục tu tiên tử. Ha ha, ha ha. Một đôi nghiêu thánh sừng, có thể chế tạo tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong độc giác nghiêu vương bộ kiện. Đây là mũ giáp bộ phận. Liền trước mắt xem ra, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tựa hồ có thể hợp thể thành trọn vẹn khôi giáp. Nhưng là nếu như người thật sự cho là như thế, cũng quá ngây thơ mọi thứ không thể nhìn mặt ngoài. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cuối cùng tổ hợp thành đồ vật Tống Thư Hàng tận mắt qua, nha chính là một cái khối Rubik. Tống Thư Hàng cũng đang suy đoán, mũ giáp, áo choàng, thuẫn, chiếc nhẫn, quyền sáo loại hình đồ vật, cuối cùng đến cùng là thế nào tạo thành một cái khối Rubik. Đến cùng là cái nào khâu ra sai, mới có thể để cho những này hoàn toàn khác biệt đồ vật, tạo thành một cái phương phương chính chính ma pháp. Chương 1305, mỹ vị nguyền rủa rắc ròn, lục tu tiên tử lệ rơi đầy mặt, tất tất người cái tất, ta đều còn không có lập flag a, ta rõ ràng đều chịu đựng không có đem câu nói kia nói ra khỏi miệng, Con hàng này liền lại cho ta đưa bát phẩm huyền thánh vật liệu, cô nương, người không sống được liệt, đại hải quy nói, vị này lục tu cô nương đẳng cấp cảnh giới bị hạn định tại lục phẩm cảnh giới, mà bây giờ tống thư hàng bên kia liên tục không ngừng bát phẩm vật liệu luyện khí được đưa tới. Cô nương này mỗi chế tạo một cái tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đều là tại vượt cảnh giới luyện khí, đây là muốn đem tiểu cô nương này ép khô tiết tấu a. Lục Tu tiên tử rất muốn khóc. Yên tâm đi, Lục Tu cô nương, Tống thư hàng nói qua sẽ cho ngươi chướng lương. Lời này có ta cho ngươi chứng kiến, ngươi chỉ cần nghĩ đến mỗi một chùy xuống dưới, liền có thể chướng một chùy tiền lương, liền lần có động lực. Đại Hải Quy nói quy tiền bối đặc biệt am hiểu tại dùng, a à quy tư tưởng pháp tới khuyên người. Bạch tiền bối bên này vừa hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, rất nhanh lại có người liên hệ với tới. Bất quá lần này là cái người xa lạ dãy số, tài khoản tên vì đêm tối cho ta con mắt màu đen, đặc biệt văn nghệ danh sưng, rõ ràng không phải đạo hiệu. Là bạch thánh đạo hiếu à, ta nhìn thấy bằng hiếu vòng có đạo hiếu tại phát người quảng cáo, ta cái này một cặp, tượng thánh nha, muốn đợi giá đổi hai cây cá voi thánh cốt được không? Đêm tối cho ta con mắt màu đen lên tiếng nói. Bạch tiền bối phân thân hồi phục, không có vấn đề, trao đổi. Đạo hữu cho ta cái tọa độ, ta trực tiếp vượt không ở giữa liên hệ đạo hữu. Tượng thánh nha cùng cá voi thánh cốt cũng không phải đồng giá trao đổi, dưới tình huống bình thường, tượng thánh nha đủ để đổi 5 đến 8 căn cá voi thánh cốt mới đúng. Đối phương xem bộ dáng là vội vàng cần cá voi thánh cốt. Thỏa, đạo hữu xin chờ một chút một chút, đêm tối cho ta con mắt màu đen vui vẻ nói ước chừng năm sáu cái hô hấp sau đêm tối cho ta con mắt màu đen cho bạch tiền bối phân thân phát cái tọa độ bạch tiền bối phân thân thông qua không gian thiên phú đưa đi một đôi cá voi thánh cốt lại thu hồi một đôi tượng thánh nha lại một đợt giao dịch hoàn thành a à, khi bạch tiền bối thu hồi đây đối với tượng thánh nha lúc ngẩn người đây đối với tượng thánh nha gốc rễ còn mang theo máu tươi cảm giác giống như là vừa cưa xuống bộ dáng. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, không phải là vừa đi chặt một đầu, huyền thánh voi, a à. Suy tư, bạch tiền bối trên phân thân hạ kiểm chắc đây đối với tượng thánh nha. Từ kiểm tra kết quả đến xem, đây đối với tượng thánh nha cũng không có vấn đề. Cho ngươi, thư hàng. Bạch tiền bối phân thân đem, tượng thánh nha, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười nói, Bạch tiền bối, nếu như ngươi mở bán hàng qua mạng buôn bán sinh ý nhất định lửa đến bạo tạc bạch tiền bối phân thân lắc đầu nói làm ăn thật là phiền phức cũng rất nhàm chán còn không bằng chính ta đi đào bảo có ý tứ bạch tiền bối cho rằng làm ăn phiền phức cộng nhàm chán vẫn còn nguyện ý giúp trợ hắn giao dịch vật liệu tống thư hàng trong lòng lão cảm động hắn đưa tay tiếp nhận tượng thánh nha đang nắm chắc tượng thánh nha thời điểm đột nhiên hai tay của hắn run lên chân quý tượng thánh nha rất xuống đất thế nào bạch tiền bối phân thân nghi ngờ nói ha 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 quả nhiên là tam thập tam thú thần tông dư nghiệt ta xem xét người vật kia phẩm giao dịch danh sách liền có thể suy đoán ra người đây là muốn luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chết 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 bằng vào ta chủ danh nghĩa tiến vào trung yên bên trong vĩnh rơi tử vong đi từ chân quý tượng thánh nhà bên trong có một thanh âm phát ra sau đó tượng thánh nhà bên trong có một đầu màu đen ma mà tượng hư ảnh hiện thân cái này ma tượng trên người lại bao phủ thánh quang, hắn thả người vào tới tống thư hàng, hóa thành tử vong nguyền rủa phù văn. Thì ra là thế, khó trách ta cảm giác được cổ quái, nhưng lại kiểm chắc không ra. Bạch tiền bối phân thân ánh mắt ngưng tụ. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, chính là cái này bát phẩm ma tượng. Giao dịch dùng ngà voi, là con hàng này ngạnh sinh sinh bẻ bản thân ngà voi tiến hành giao dịch. Bởi vì là hắn bản thân ngà voi, cho nên lực lượng của nó giấu ở ngà voi bên trong căn bản sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Tại tống thư hàng tiếp nhận ngà voi thời điểm, cỗ lực lượng này bị kích hoạt, hóa thành một cái tử vong nguyền rủa công kích tống thư hàng. Cái này ra hỏa cũng là rất liều. bất quá người cái tên này quá coi thường ta sao? bạch tiền bối phân thân đưa tay cách không một chảo, tay của hắn đâm vào hư không, trực tiếp xuất hiện tại, mà tượng nguyền rủa phù văn ngay phía trên ngón tay thon dài một phát bắt được nguyền rủa phù văn, kinh khủng bát phẩm huyền thánh bạo phát, đem phù văn một mực vây khốn. Vô dụng, bạch thánh, coi như người có thể vận dụng không gian lực lượng, cũng vô pháp ngăn cản ta. Đến từ trung yên nguyền rủa không ai ngăn nổi, nguyền rủa vừa ra, nhất định mang đến tử vong, nguyền rủa phù văn bên trong, mà tượng huyền thánh âm trầm nói. Nguyền rủa nếu là ngăn không được, ta trước hết đi chém ngươi. Bạch tiền bối phân thân âm thanh lạnh lùng nói. Ma tượng huyền thánh trước đó lưu lại tọa độ, hắn chạy không được bao xa. Hắc hắc hắc, chúng ta tùy thời xin đợi bạch thánh quang lâm. Ma tượng huyền thánh cười hắc hắc, nói hôm nay cái này tam thập tam thú thần tông dư nghiệt nhất định phải chết. Sức mạnh nguyền rùa toàn lực bạo phát, trong đó không ngừng truyền ra ma tượng huyền thánh nụ cười quỷ quyệt. Lúc này, từ một bên tống thư hàng đậu đậu bản trên thân, có một bóng người chui ra. Đậu đậu bị giật nảy mình. Đây là một vị người mặc màu tím nhà trường sơ thiếu nữ, nàng một đầu lệch mái tóc dài màu nâu, tóc dài tập kết xinh đẹp trường bím tóc. Thật dài tóc cắt ngang chán, mơ hồ che đậy lấy con mắt của nàng. Là Diệp Tư. Còn tại tiếp nhận, trình lâm tiên tử truyền thừa, Diệp Tư, ấn lý thuyết lúc này vẫn còn trạng thái hôn mê mới đúng. Nhưng lúc này nàng nhưng từ, tống thư hàng, nhục thân bên trong thoáng hiện. Ý thức của nàng vẫn còn trạng thái hôn mê, hai mắt nhắm nghiền hiện thân phía sau cái mũi của nàng có chút co rúm tựa hồ tại người người mùi vị gì người 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 cái mũi nhỏ đáng yêu co rúm sau đó nàng đi thẳng tới mà tượng nguyền rủa trước mặt sau một khắc diệp tư hé miệng đối mà tượng nguyền rủa phù văn cắn một cái đi răng rác bị bạch tiền bối nắm lấy mà tượng nguyền rủa bị gặm được một khối rác giòn diệp tư cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhai nuốt liền phảng phất đang ăn thanh thúy nổ thịt than Hai ba ngụm, nuốt. Sau đó, Diệp Tư cái mũi nhỏ lại ngửi a ngửi, tiếp tục khóa chặt, ma tượng nguyền rủa nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch xẹt tới, lại là một thanh. Bạch tiền bối phân thân. Tống thư hàng. Bên cạnh đạo hiếu. Ma tượng nguyền rủa bên trong, truyền ra cái kia ma tượng sụp đổ thanh âm, làm sao có thể, ta chủ trung yên nguyền rủa không gì có thể cản, lại bị ăn hết, điều đó không có khả năng không có cái gì không thể nào tống thư hàng lãnh khốc nói chỉ là nguyền rủa còn có mặt mũi sưng không gì có thể cản muốn mặt sao coi như người đổi lại cái nguyền rủa tới vẫn là đồng dạng kết thúc hắn đã đoán ra đối phương là lai lịch gì là cái kia mọc ra mắt tinh cầu giáo đồ trung yên giáo thành viên cái kia mọc ra mắt tinh cầu không gần như chỉ ở tìm số lượng tu nhất hệ phiền phức cũng đang tìm tam thập tam thú thần tông không đúng phải nói có thể là đang tìm thú thần bộ phiền phức. Mà bây giờ, Tống Thư Hàng không chỉ có mình tại tu luyện, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, mà lại bát tu hiện tại vẫn là hắn yêu sùng. Tóm lại, hắn nhất định cùng, mọc ra mắt tinh cầu, vừa lên. Sứt lời, hắn lại nhìn phía Diệp Tư. Diệp Tư tiếp nhận rồi, trình lâm truyền thừa, sau đến cùng tiến hành dạng gì tiến hóa. Làm sao biến có thể ăn, nguyền rủa rồi. Ăn nguyền rủa năng lực này, vốn là tống thư hàng thứ nhất linh quỷ thiên phú lực lượng. Mà bây giờ, Diệp Tư Sư Tỷ cũng thấy tỉnh năng lực này. Là thành ta linh quỷ phía sau liền sẽ thức tỉnh cái thiên phú này năng lực. Vẫn là Diệp Tư tiếp nhận rồi, trình lâm truyền thừa, người chậm tiến hóa ra cái thiên phú này. Tạch tạch tạch, lặp đi lặp lại 5 lần phía sau cái này đáng sợ có được bát phẩm cấp nguyền rủa bị Diệp Tư cho ăn sạch. Chuyện này không có mặc kệ xong, đừng tưởng rằng chỉ dạng này kết thúc ta đã khóa chặt vị trí của các ngươi, các ngươi chờ xem, Trung Yên chính là các ngươi kết cục. Ma tượng phát ra phụ chó gầm rú. Diệp Tư duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tiếp đó, cái mũi của nàng lại ngửi ngửi ngửi. Xác định không tiếp tục ngửi được, mỹ vị nguyền rủa, hương vị phía sau Diệp Tư co lại co lại lui lại, lùi về đến tống thư hàng, đậu đậu bản, thể nội, lần nữa tiến vào đến trạng thái hôn mê. Bế quan đến một nửa, đói bụng, vừa vặn ngửi được ăn ngon hương vị, tại là đi ra ăn một bữa đây chính là Diệp Tư vừa rồi phản ứng. Tống tiền bối, tống tiền bối, người linh quỷ Diệp Tư sư tỷ vì cái gì có thể ăn, nguyền rủa kỹ năng này muốn làm sao điểm. Đậu đậu trong thân thể, vũ nhu tử kêu lên. Nàng cũng có linh quỷ, nếu như kỹ năng này có thể học, nàng cũng tốt muốn bản thân linh quỷ có thể học được kỹ năng này. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng, chờ Diệp Tư tỉnh sau ta hỏi lại hỏi là nguyên nhân gì đi. Tống Thư Hàng cười nói. Tống Tiền Bối nhất định phải nhớ kỹ hỏi một chút ra. À? Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng gật đầu cười, sau đó xoay người một lần nữa nhặt lên trên đất một đôi tượng thánh nha. Bạch Tiền Bối trên phân thân trước, đưa tay dựng trên tượng thánh nha, khổng lồ, huyền năng, rót vào tượng thánh nha bên trong, cho nó tới lần toàn diện tịnh hóa. Một đôi tượng thánh nha bình thường tới nói, đủ để đổi 5 đôi đến 8 đối trở lên cá voi thánh cốt, thư hàng ngươi đã kiếm được. Bạch tiền bối phân thân nói. Đi theo bạch tiền bối lăn lộn, tổng là vận tốt như vậy. Tống thư hàng cười nói. Nói vừa xong lúc, trong lòng của hắn khẽ động. Vừa rồi một màn này, cũng là tiêu chuẩn cầu phú quý trong nguy hiểm A. Nguy cơ là trí mạng huyền thánh cấp ma tượng nguyền rủa nhưng ích lợi là 5 đến 8 lần đại thu hoạch. Cửu châu nhất hào quần đạo hiếu, đồng dạng yên lặng gật đầu, bọn hắn cùng tống thư hàng nghĩ đến cùng một chỗ đi hạch tâm thế giới bên trong lục tu tiên tử đối vương bá chuyên gia tri thuẫn chế tạo tiến vào tiếp theo cái khâu lần này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là lại là một kiện bát phẩm cấp pháp khí lục tu tiên tử nói đại hải quy nhất định cũng không nhìn một chút là ai trên người xác nha chế tạo xong ta muốn trước nghỉ ngơi một chút tiêu hao có chút lớn Lục tu tiên tử nói. Mặc kệ là trên thân thể, vẫn là trên tinh thần. Thân thể cũng mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Đinh đinh lúc này, lục tu tiên tử bên người lại vang lên thanh thúy vang lên. Mẹ nó, còn có hết hay không? Lục tu tiên tử xoay đầu lại, liền thấy được một đôi còn mang máu ngà voi. Tốt ha, à, bát phẩm tượng thánh nha. Lục tu tiên tử hữu khí vô lực nói, nhìn qua còn mang máu, nói đi, lần này là không phải có chỉ tượng thánh vừa vặn đi ngang qua, kết quả bị các người chém, cắt tượng thánh nha. chương 1306, múa rồng múa sư, long sư em đi zz z Không có chuyện, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, mới sẽ không làm cắt ngà voi tàn nhẫn như vậy sự. Tống Thư Hàng phản bác, kỳ thật, cái này ngà voi là đối phương bản thân chém xuống tới. Người lừa gạt quỷ đâu, lục tu tiên tử cả giận nói. Nhưng sự thật chính là như thế, ha ha, nhưng thật ra là dạng này, vừa rồi tôn này ma tượng huyền thánh muốn tính toán ta, ngạnh sinh sinh chém bản thân ngả voi tới nguyền rủa ta. Kết quả nguyền rủa không thành công, cuối cùng, ta dùng một đôi cá voi thánh cốt đổi hắn ngả voi, kiếm lời gấp 5-6 lần dáng vẻ. Tống Thư Hàng đem sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả giải thích một lần. Lục tu tiên tử, hiện thực vĩnh viễn so phim càng hoang đường. Loại này, chư thiên vạn giới, đang lợi dụng các loại trùng hợp hướng Tống Thư Hàng đưa, Bát phẩm vật liệu luyện khí, ảo giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì nàng không cẩn thận dựng lên flex nguyên nhân? Chỉ là trong đầu nghĩ nghĩ, đều cố nén không có nói ra, dạng này đều có thể lập kỳ. Lục Tu tiên tử trong lòng mười vạn cái không phục. Có đôi ngà voi này, vừa vặn có thể luyện chế Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong thánh tượng thống soái chi trụ. Nói trở lại, thánh tượng thống soái chi trụ là cây côn a Tống Thư Hàng nói ra. Lục tu tiên tử lắc đầu, chính là cây cột, cụ thể lớn bao nhiêu trở luyện chế ra đến sau mới biết được. Cụ thể thượng muốn làm sao sử dụng, chính ngươi đến lúc đó hảo hảo nghiên cứu. Tốt, đừng quấy giày ta luyện khí. Tiên tử muốn một người lặng lặng. Tống Thư Hàng, vậy ta sẽ không quấy giày lục tu tiên tử á. Đãi hắn ý thức rời đi hạch tâm thế giới phía sau lục tu tiên tử âm thầm lau nước mắt, phung vẩy đại trùy tiểu trùy, hung mãnh hướng phía quy thánh xác thượng đập tới. Như là đã nhận, thù lao, coi như lại khổ lại mệt mỏi, nàng cũng nhất định sẽ đem hai bộ, 33 tổ hợp pháp khí, luyện chế hoàn thành. Nàng thế nhưng là có đạo đức nghề nghiệp. Hy vọng thất tu cùng tứ tu có thể sớm điểm bình an trở về, dạng này có thể cho hai cái này hàng nhìn xem, nàng vì bọn hắn ngậm bao nhiêu đắng. Mỗi một chùy đều là nàng nước mắt. Tống thư hàng ý thức trở về hiện thế. Ở bên cạnh hắn, bạch tiền bối phân thân hỏi thư hàng chúng ta bây giờ có thể thông qua kinh cốt khóa chặt cái kia ma tượng tọa độ chờ đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc muốn hay không cân nhắc đi cho nó điểm nhan sắc nhìn xem hiện tại quá khứ chơi hắn hắn sẽ có hay không có chuẩn bị tống thư hàng hỏi bạch tiền bối phân thân xoa cằm cũng đúng hy vọng đối phương sẽ không ném đi đôi kia cá voi thánh cốt bộ dạng này chờ mấy năm phía sau bản thể của ta tỉnh lại chúng ta cũng có thể đi đánh lén một đợt nếu như ta là ma tượng huyền thánh, nhất định sẽ mau chóng đem cá voi thánh cốt cho giao dịch ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối phân thân, nhưng nói không chừng đối phương sẽ đem cá voi thánh cốt, luyện chế một lần, sau đó cắm về cái mũi chỗ khi ngả voi. Dù sao hắn bản thân ngả voi vừa cưa xuống tới, người cá voi thánh cốt nếu luận mỗi về trình độ cứng cáp, không kém gì hắn, ngả voi. Phúc cái này cũng được, Tống Thư Hàng chỉ cần tưởng tượng một chút, mà tượng huyền thánh Dùng kinh cốt khi ngà voi hình ảnh, liền không nhịn được cười ra tiếng. Đồng thời hắn cũng phát hiện một sự kiện. Bạch tiền bối phân thân cùng bạch tiền bối bản tôn quả nhiên còn có một chút khác nhau. Đặc biệt là tại làm một số quyết định, thời điểm, bạch tiền bối phân thân bình thường sẽ không bản thân đi làm quyết định, mà là thói quen tại nghe theo ý kiến của người khác. Có đôi khi càng là thói quen tại tiếp thu một số chỉ lệnh. Đây tuyệt đối là nhất làm cho người hâm mộ phân thân thiên phú A. Tống tiền bối, đón dâu đội ngũ đến rồi. Lúc này, Hoàng Kim Vương chỗ ngồi đậu đậu vũ nhu tử bản vui vẻ kêu lên. Nàng ngồi cao nhất, nhìn xa nhất. Tại đội ngũ ngay phía trước, một đội hoa lệ đón dâu đội ngũ chính chậm rãi tới gần. Phía trước nhất là một vị đứng thẳng người lên cự đại sư tử, người khoác áo đỏ, chân trước dẫn theo một đầu chiêng lớn, dùng sức sao động lấy. Tại đại sư tử phía sau là hai hàng tám vị chân đạp tường vân phi hành pháp khí tu sĩ, trong tay bọn họ dơ cao cao bảng hiệu, phía trên dán hỉ chữ. Lại sau này là náo nhiệt múa rồng đội ngũ. Một vị đáng yêu thiếu nữ dơ một khỏa, long châu, ở phía trước chỉ dẫn, đằng sau là một đầu dài đến trăm mét. Giao long. Lúc này, đầu này giao long một mặt mộng bức, trên đầu của nó bị trang trí lên hai đầu sinh động như thật, dâu rồng, rác cũng bị trang trí qua, để nó đầu nhìn cùng chân long, càng tương tự. Trên người của nó cũng dán đầy màu đỏ, vảy rồng, tối hậu phương còn lắp đặt hai cái chân rồng. Nhìn qua phá lệ vui mừng. Mà tại hắn dưới thân, có 10 cái rác hút một mực dán bụng của nó, rác hút thượng liên tiếp từng cây kim sắc cây gậy. Hơn 10 vị tứ phẩm tu vi tu sĩ trẻ tuổi dơ những này cây gậy, trứng chặt đàng hoàng tại, múa rồng. Tống thư hàng từ nhỏ đến lớn nhìn qua không ít múa rồng biểu diễn, nhưng trước mắt loại này múa rồng hình thức còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Uy, đồ đần, khó chịu hình méo mó, đại gia eo không chịu đựng nổi. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được đầu kia giao long tại đậu đen rau muống. Thật xin lỗi, Nguyệt giao tiền bối, chúng ta không phải cố ý. Phía dưới một vị tuổi trẻ tu sĩ cuốn ba tất lưỡi mà nói. Ăn lấy tập luyện đến, mẹ nó, nói trở lại loại này, múa rồng múa sư, đón dâu phương thức là cái nào thiểu năng trí tuệ nói ra. Giao long nhếch lên một cái nha nói. Nguyệt giao tiền bối người cái này khá tốt, mấy người chúng ta thảm hại hơn có được hay không? Tại múa rồng đội ngũ bên người là sáu chi múa sư đội ngũ cung, múa rồng, đồng giảng, cái gọi là múa sư là hai vị tứ phẩm tu sĩ trẻ tuổi khiêng từng cái đại sư tử. Những này đại sư tử bị khiêng không ngừng xoay tròn, nhảy vọt, liền nhảy. Huynh đệ các người sáu cái hôm qua cũng thua. Nguyệt Sao hỏi. Đúng vậy a, à, hôm qua thiên tà môn một đêm chúng ta sáu huynh đệ hai bàn đều gặp thiên hồ đành phải lấy thân gán nợ hôm qua gặp gỡ cao thủ một đầu sư tử nháy nháy mắt người nói ngày hôm qua ra hỏa có phải hay không là gian lận một cái khác sư tử nói ta cũng hoài nghi nếu không huynh đệ chúng ta mấy cái làm sao có thể thua thảm như vậy lại có chỉ sư tử nói nguyệt giao liếc mắt có bản đại gia tại đối phương nào có dễ dàng như vậy gian lận tài nghệ không bằng người thua chính là thua ai nha cái đuôi chỗ tên ngu ngốc kia, vị trí đứng sai, tin hay không đại ra một cái dám sập ngươi. Thật xin lỗi, Nguyệt Giao tiền bối, ta chỉ là có chút khẩn trương, cái kia tuổi trẻ tu sĩ nói. Bởi vì lập tức liền muốn gặp gỡ, thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, thiên niên đệ nhị thánh, thất sinh phù phủ chủ, cùng thiên niên đệ lục thánh, bạch thánh. Trừ cái đó ra, còn có thể sẽ gặp phải, thiên niên đệ thất thánh, thất tu thánh quân, một hơi có thể gặp được năm nay tu sĩ giới nổi danh nhất mấy vị huyền thánh, những đệ tử trẻ tuổi này tâm tình kích động. Lại khẩn trương cũng không cần rối loạn tiết tấu, nếu không đừng trách đại gia một cái dám sập các ngươi. Nguyệt Giao cắn răng nói. Mẹ trứng, muốn ra, múa chân long, múa chân sư, chủ ý ra hỏa một nhà là thiểu năng trí tuệ. Nhưng không thể không nói, cái này múa rồng, múa sư khí thế rất đủ. Đón dâu đội ngũ cùng đậu đậu, kiểu cưới, gặp nhau sau đó, long, sư quay đầu, hai chi đội ngũ bắt đầu sát nhập. Múa rồng múa sư tu sĩ trẻ tuổi, tại quay đầu trong nháy mắt không khỏi nhiều ngắm vài lần, bá tống huyền thánh, bạch thánh. Còn có đằng sau tiên trong thuyền thất sinh phù thánh quân. Lập tức liền gặp được tam thánh, thật kích động. Đáng tiếc thất tu thánh quân không ở tại chỗ. Về sau, long, sư bắt đầu tiếp tục múa, tại phía trước dẫn đường sơ, hỉ, chữ bảng hiệu cùng đậu đậu yêu kiệu đội ngũ thổi kéo đàn hát nhập bọn với nhau, đậu đậu hoàng kim kiệu theo sát phía sau. Lại đằng sau là mấy chiếc thân hữu đoàn, tiên thuyền. Đội ngũ tiếp tục chậm rãi tiến lên, dần dần từng bước đi đến. Tống tiền bối, dạng này múa rồng múa sư tốt tán. Đậu đậu vũ nhu tử bản lại hai mắt sáng lên. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác khí thế phi phàm. Dù sao tương lai nếu như ta xuất giá, Nhất định cũng phải chuẩn bị hoàng kim kiệu cùng múa dùng múa sư, lại thêm múa lang, múa mèo cũng đều tăng thêm, nhất định rất mang cảm giác. Đậu đậu vũ nhu tử bản vui vẻ nói. Sau lưng tiên trong thuyền, giao bá chân quân, tuyết lang động chủ, diệt phượng công tử đột nhiên cùng nhau dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Giao bá chân quân nói. Tuyết lang động chủ, tà môn, ta cũng có loại cảm giác này diệt Phượng công tử, ta đột nhiên muốn tìm cái chỗ ấm áp hảo hảo ở. Cuồng đao tam lãng nghe vậy, suy tư một lát. Sau đó, cuồng đao tam lãng lấy ra một cái trong suốt chậu cá vàng, hắn cái này chậu cá vàng thể tích so sánh lớn, có cao hơn nửa người. Các đạo hữu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết cuồng đao tam lãng đột nhiên lấy ra con cá này vạc làm gì. Trong lúc đang suy tư, đã thấy diệt phượng công tử, siêu, một chút chui vào đến hồ cá bên trong, thân thể của hắn mềm mại co lại thành một đoàn, chiếm hết toàn bộ hồ cá, lại đem đầu từ hồ cá trong miệng chui ra. Tuyết lang động chủ, giao bá chân quân, lệ chi tiên tử, cuồng đao tam lãng yên lặng gật đầu, móc ra một bản bút ký ghi chép, quả nhiên cùng ta tại trên mạng nhìn thấy đồng dạng, có đôi khi nhìn thấy chậu cá vàng, mèo liền sẽ nhịn không được chui vào. Thí nghiệm rất thành công. Diệt phượng công tử, mèo. Bác Hà Tán Nhân vuốt vuốt mặt hắn cảm giác, chờ diệt phượng công tử từ hồ cá bên trong đi ra chính là cuồng đao tam lãng tận thế đón dâu đội ngũ cùng đậu đậu kiệu hoa dần dần từng bước đi đến biến mất không thấy gì nữa lúc này từ phụ cận lại có một chi dơ lên hoàng kim kiệu đội ngũ xuất hiện cái này hoàng kim kiệu cùng đậu đậu cái kia không có sai biệt cơ hồ giống như đúc liền ngay cả đón dâu đội ngũ phối trí cũng cùng đậu đậu tương tự hồ yêu độc cô bạch nhanh chóng bỏ lên trên hoàng kim kiệu, kế hoạch B, thành công. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian, nhanh lên chạy tới hôn lễ hiện trường, ta đã không kịp chờ đợi muốn gả cho sư phụ ta. Kế hoạch của người B coi như đáng tin cậy, ai cũng sẽ không nghĩ tới trước đó đón dâu đội ngũ là giả. Một vị đầu chọc đại sư lên tiếng cười nói. Không có cách, kế hoạch A tại, chào cầu bang, nói chuyện phiếm trong đám không cẩn thận bị Chu Ly thấy được, kế hoạch A chỉ có thể vứt bỏ. Độc cô Bạch nói. Hắn bò lên trên hoàng kim kiệu phía sau lắc mình biến hóa, huyễn hóa thành một đầu Pekinzis, sau đó mặc vào cùng, đậu đậu, đồng dạng váy đỏ. Chuẩn bị xong chưa, đầu chọc đại sư nói. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định phải để độc cô Bạch đạo hữu thành công ôm Mỹ nhân về. Có một vị xuất khí bạch y kiếm khách nói. Anh em tốt, ta nhớ kỹ mọi người, nhân tình này, ta vĩnh thế không quên. Độc cô Bạch vỗ ngực nói, ai nói trên mạng không có thật giao tình. Hắn bọn này thiết ca môn, thiết tỷ môn phần lớn là trên mạng nhận biết, nhưng mỗi một cái đều là thật giao tình. Chương 1307, ngựa giống tinh tân nương. Độc Cô Bạch kế hoạch thông, hắn cùng hắn thiết ca môn, thiết tỷ môn cùng một chỗ, Ngụy Trang Thành, Đậu Đậu, Hoàng Kim Kiệu cưới, hướng hôn lễ địa điểm bước đi. Sư phụ, chờ lấy ta." Độc Cô Bạch nắm chặt nắm đấm. Hắn bắt đầu mong đợi chờ sư phụ xốc lên khăn hồng, phát hiện lấy chồng không phải, đậu đậu, mà là hắn lúc, sư phụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là dạng gì biểu lộ. Độc cô bạch càng nghĩ càng đẹp, cười ngây ngô. Một bên khác, tống thư hàng đám người cưới đội, bị cái kia múa rồng múa sư đội ngũ mang theo, dần dần từng bước đi đến. Đường này tuyến là không phải có vấn đề, chu ly xoa cầm, nghi ngờ nói. Tống thư hàng, chu ly sư huynh, người biết hôn lễ địa điểm sao? theo lý thuyết hẳn là tại vệ thiên doanh tổng bộ cử hành đi ta mặc dù không biết cụ thể ở đâu nhưng ta nghe chân quân nhắc qua đó là một cái rất rét lạnh địa phương chúng ta bây giờ tiến lên phương hướng càng ngày càng ấm áp a à. chu ly nói tống thư hàng có lẽ là đối phương cố ý đem địa điểm sửa đổi đến ấm áp địa điểm rồi nếu không chu ly sư huynh ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hoàng sơn tiền bối trước tiên ta hỏi một chút tương đối thỏa đáng chu ly nói hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm hoàng sơn chân quân dãy số rất nhanh điện thoại tiếp thông chân quân đậu đậu hôn lễ vị trí ở đâu không phải phệ thiên doanh vị trí sao chu ly hỏi hoàng sơn chân quân kế hoạch có biến các người đón dầu đội ngũ có phải hay không có múa rồng múa sư múa chính là chân long cùng chân sư đúng vậy chính là cái này chi chu ly nói hoàng sơn chân quân vậy liền không có vấn đề đi theo chi đội ngũ này đi thôi đến mục đích sau lại cho ta biết được chu ly nói suốt lời hắn cúp điện thoại tống thư hàng hoàng sơn tiền bối nói không có vấn đề chu ly nhẹ gật đầu nhưng là hắn lại cau mày luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp tỷ như hoàng sơn chân quân thanh âm giống như có điểm lạ đang khi nói chuyện đón dâu đội ngũ chậm rãi hạ xuống bọn hắn hạ xuống vị trí là một mảnh đại thảo nguyên bát ngát bên trên trên thảo nguyên có vô số tuấn mã đang lao nhanh những này tuấn mã chủng loại phong phú có linh mã có yêu thú huyết thống ngựa loại có tu luyện có thành tựu ngựa tinh thậm chí còn có phổ thông thiên lý mã những này tuấn mã tại trên thảo nguyên lao nhanh nơi này bọn họ thiên đường mà tại đậu đậu hoàng kim cố kiểu hạ xuống địa phương có một chi thuần bạch sắc ngựa con xếp thành hai hàng bọn chúng tựa hồ đảm nhiệm lấy đón dâu nhân vật chu ly, không đúng vệ thiên doanh là khuyển tu môn phái mới đúng a à nơi này đầy cỏ nguyên con ngựa tại nhảy nhót tưng bừng, là ý gì? Đang khi nói chuyện, nơi xa truyền đến một trận êm tai tiếng vó ngựa. Một đầu màu đen thần mã chạy như bay đến, đang chạy đến đón dâu đội ngũ trước mặt thời điểm, người khác lập mà lên, lắc mình biến hóa, hóa thành một vị thân mang áo trắng nam tử trung niên. Vất vả mọi người, tân nương của ta ở đâu? Áo trắng nam tử trung niên hỏi. Tống thư hàng. Ngựa giống tinh. Không sai, con hàng này chính là cái kia hắc mã tinh, cái kia chiếm cứ đại thảo nguyên phía sau đem tất cả hùng mã xua đuổi, lưu lại tất cả giống cái linh thú ngựa, yêu thú ngựa, phổ thông thiên lý mã, vì chính mình chế tạo cái đại hậu cung ngựa giống tinh. Con hàng này, muốn cưới đậu đậu. Đây là cái gì thần triển khai? Đã nói xong phù sinh tiên tử đâu? Còn có, cái này ngựa giống tinh khẩu vị, rốt cuộc siêu việt chủng tộc hạn chế, đối khuyển loại cũng sinh ra hứng thú ngựa giống tinh ngẩng đầu một cái đồng dạng thấy được tống thư hàng sau đó hắn một mặt mộng bức ba tống tiền bối ngươi tại sao lại ở chỗ này ngựa giống tinh hỏi tống thư hàng nâng chán vấn đề này là ta hỏi ngươi mới đúng vì cái gì đậu đậu tân lang lại biến thành ngươi ngựa cái đã không cách nào thỏa mãn dục vọng của ngươi ngươi rốt cục muốn đem ngựa giống hậu cung mở ra chủng tộc khác sao cái gì tống tiền bối ngươi sai lầm đi ta muốn cưới chính là ta tân nhiệm thê tử sát phách mã vương đạo hiếu nữ nhi, một đầu đáng yêu bạch mã muội tử A. À. Ngựa giống tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống thư hàng, ngựa giống tinh, chu ly, mẹ trứng, trong đó khẳng định sai lầm cái gì. Chu ly nhìn về phía chi kia múa rồng múa sư đội ngũ, cả giận nói các ngươi là chuyện gì xảy ra, ai tới nói cho ta biết, vì cái gì các ngươi sẽ đem chúng ta đưa đến nơi này đến. Một mực tại, múa rồng đội, trước nâng long châu cái vị kia thiếu nữ xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía chu ly chu ly tiền bối chúng ta theo ước định tương ninh thân đội ngũ đưa đến nơi này a à. địa điểm cùng tọa độ đều không có sai a à. chúng ta cùng hoàng sơn tiền bối là lập qua hợp đồng giấy trắng mực đen đều ở nơi này đâu ta nói cho các người biết tiền đã sớm thanh toán chúng ta cũng theo hợp đồng đến nơi muốn đến tóm lại tiền là không có khả năng lui chu ly tống thư hàng nhìn về phía ngựa giống tinh người đón dâu đội ngũ là loại quy cách này sao ngựa giống tinh nhẹ gật đầu, mã vương đạo hữu nói qua, hắn hội long trọng đem nữ nhi gả đi tới, hắn hội chuẩn bị một chi đặc thù múa rồng, múa sư đội ngũ hộ tống nữ nhi của hắn tới. cho nên ta cũng đem trên thảo nguyên lớn nhất quy cách bày đi ra, tiến hành đón dâu a. đón dâu, múa rồng, múa sư, đội ngũ không có đưa sai mục tiêu. ngựa giống tinh cũng không sai, thật sự là hắn là án lấy ước định đến mục đích đón dâu. đậu đậu hôn lễ đội ngũ cũng chỉ là bị múa rồng múa sư, đội ngũ dẫn tới mục đích. Có người ở giữa gây sự, Chu lập tức hiểu được. Hắn lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Hoàng Sơn chân quân dãy số. Nhưng lần này, điện thoại di động của hắn tín hiệu bị che giấu. Điện thoại di động của hắn thế nhưng là trải qua ma đổi, tại trong vũ trụ đều sẽ có rất mạnh tín hiệu, trên địa cầu không có khả năng tồn tại, không tín hiệu, vấn đề. Ngựa giống tinh cũng lấy ra điện thoại di động của mình, gọi, Mã Vương Đạo Hiếu, điện thoại, nhưng tương tự, điện thoại di động của hắn cũng không có tín hiệu. Chúng ta đi, trở về đường cũ, nơi này có vấn đề, Chu Ly cắn răng nói. Hoàng Kim Kiệu lần nữa lên kiệu, đằng không mà lên, ấn lấy đường cũ trở về. Lúc này, ngựa giống tình đột nhiên kêu lên, bá tống tiền bối, ngài chờ một chút, ta có chút đồ vật muốn giao cho ngươi. Tống Thư Hàng, a à. Lần trước cảm tạ ngài từ biệt viết tiên cơ trong tay đem ta cứu ra, sau đó ta đều không kịp báo đáp ngươi. Sau khi trở về, ta nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến thích hợp lễ vật. Ngựa giống tinh nói, lần trước, hắn bị tiểu nhân hãm hại, lén lút đến biệt viết tiên cơ trong phòng bếp, muốn giải cứu bản thân, linh mã tiểu thiếp, kết quả bị biệt viết tiên cơ tóm gọn, kém chút bị chế tác thành toàn ngựa yến. Cũng may tống thư hàng xuất hiện, vì nó thuật lại mấy câu. Biệt Tuyết Tiên cơ phái người đi thăm dò sự tình, xác định hắn thật sự là bị tiểu nhân hãm hại phía sau liền đem hắn phóng thích. Lúc đó hãm hại, ngựa giống tinh, hắc thủ đến cùng là phương nào thế lực, Biệt Tuyết Tiên cơ còn tại âm thầm điều tra. Tống thư hàng phất phất tay, nói ta không có giúp ngươi cái gì, ta chỉ là đưa ngươi lời nói thuật lại cho ngay lúc đó Biệt Tuyết Tiên tử. Ngươi không cần cảm tạ ta. Chỉ cần ngươi tương lai không xuất hiện ở trước mặt ta cay con mắt ta, ta liền sẽ rất vừa lòng thỏa ý chúng ta toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà thành viên có ân tất báo ân cứu mạng không thể báo đáp bá tống tiền bối phần của ta lễ vật người nhất định có thể dùng tới hắc mã tinh kêu lên hắn vung tay lên một cái đem một cái bao ném về tống thư hàng đây là ta chiếm cứ mảnh này thảo nguyên phía sau trong lòng đất đào được bảo bối ta biết bá tống tiền bối ngài là bát phẩm cấp đại nhân vật phổ thông vật liệu ngài khẳng định không để vào mắt nhưng bảo bối này nhất định hợp ngài tâm ý. Ngựa giống tinh trả lời. Tống Thư Hàng chỉ có tiếp nhận bao khỏa. Sau đó, hắn mở ra xem, liền thấy được bốn cái kim sắc móng ngựa. Móng ngựa niên đại đã rất xa xưa, tràn đầy dấu vết tháng năm. Đồng thời, từ trên móng ngựa mơ hồ chuyển đến, huyền thánh cấp, khí tức. Ngựa thánh vó, Tống Thư Hàng gõ gõ cái này bốn cái móng ngựa. Cái này hắc mã tinh vận khí không tệ, hắn chiếm cứ mảnh này thảo nguyên dưới đáy, hẳn là chôn lấy một đầu ngựa thánh yêu khu. Đây cũng là ngựa thánh, hóa đạo, lúc lưu lại thân thể bộ phận. Bạch tiền bối phân thân nói. Ngoại trừ cái này bốn cái kim sắc ngựa thánh vó bên ngoài, hắc mã tinh khẳng định còn đào được ngựa thánh cái khác thân thể bộ phận. Những này khai quật ra ngựa thánh khu thể, nếu là sử dụng thỏa đáng, có thể làm cho hắc mã tinh thực lực tăng lên một mảng lớn. Ngựa thánh vó, bốn cái vừa vặn có thể luyện chế hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bên trong ngàn dặm thần mã chi dày. Việc này thật là đúng dịp, Tống Thư Hàng nói. Một bên Chu Ly cao mày, nói ta cũng cảm giác có chút thật trùng hợp, phảng phất như là có người cố ý lưu cho ngươi lễ vật. Tống Thư Hàng, Chu Ly lại nhìn mắt bên cạnh bạch tiền bối phân thân, cười nói, đương nhiên, cũng có thể là là ta nghĩ nhiều rồi. Bạch Tiền Bối phân thân trước đó thay tống thư hàng phát thứ nhất, lấy vật đổi vật, quảng cáo, nói không chừng là đầu này quảng cáo lên may mắn hiệu ứng. Loại sự tình này ta ngược lại thật ra gặp thường đến. Tỷ như ta mỗi lần luyện khí thiếu khuyết nào đó loại tài liệu thời điểm, ta liền sẽ ra ngoài đi dạo, hoặc là đi tu chân chợ đãi hàng, 8, 9 phần 10 hội mua được ta muốn vật liệu. Đương nhiên, có đôi khi tài liệu xác thực tương đối hiếm có, liền cần ta đi lội xa nhà, có đôi khi muốn lãng phí rất lâu thời gian. Bạch tiền bối phân thân cười nói. Tống thư hàng, ngựa loại vật liệu cũng tới tay, lại là bát phẩm cảnh giới. Ta hiện tại trong lòng đột nhiên có chút hoảng. Hắn hiện tại nghịch tình võ sĩ quyền sáo, vương bá chuyên gia tri thuấn, cùng phía sau chó, thỏ, nghiêu, tường, còn có hiện tại, ngựa, đều là bát phẩm cấp vật liệu. Còn sót lại, tam thập tam thú pháp khí, nếu như không cần bát phẩm vật liệu đi chế tạo lời nói, luôn cảm giác hội cản trở nhưng là còn sót lại, tam thập tam thú pháp khí, nếu như đều muốn dùng bát phẩm vật liệu đi rèn đúc, ngẫm lại cũng cảm giác ra đầu muốn bạo tạc. Hắn từ chỗ nào đi làm nhiều như vậy huyền thánh cấp vật liệu A? Khả năng chỉ có chờ đậu đậu hôn lễ sau khi kết thúc, đi theo bạch tiền bối phân thân đi trong vũ trụ đào bảo. Hạch tâm thế giới bên trong. Lục tu tiên tử đổ mồ hôi lâm ly, nàng đưa tay lau mồ hôi nước, quy tiền bối, ta nghỉ ngơi trước một hồi, mệt mỏi thảm rồi. Tiếp đó, người trước hỗ trợ khắc họa một chút mai rùa thượng trận pháp. Người mai rùa là ta cả đời này rèn đúc qua cứng rắn nhất tài liệu. Ha ha ha, nhất định, đại hải quy đắc y nói. Đang khi nói chuyện, một cái gói nhỏ, đông, một tiếng, rơi vào lục tu tiên tử bên cạnh. Lục tu tiên tử khóe miệng co giật. Nàng hít sâu, đưa tay mở ra cái sách tay này. Bên trong, bốn cái vàng óng ánh móng ngựa sáng mù người con mắt trên đó tản ra nhàn nhạt huyền thánh khí tức. Ngựa thánh vó, ta nói, Tống Thư Hàng, trong tay người có phải hay không có hoàn chỉnh 33 loại huyền thánh vật liệu? Toàn bộ lấy ra đi, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục tu tiên tử trầm giọng nói. chương 1308, thế nào tiểu hỏa tử kích thích không? Ở đâu ra 33 loại bát phẩm vật liệu, cái này ngựa thánh vó đều là mới vừa bắt tới tay, không tin người có thể đi ra hỏi một chút ta bên cạnh tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Lục tu tiên tử trừng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng cái này có thể có. Cái này thật không có. Tống Thư Hàng trả lời. Lục tu tiên tử thở dài, người biết không, từng kiện từng kiện huyền thánh vật liệu không ngừng đưa vào, rất đâm tâm. Trước kia đều chỉ có các nàng huyền trọng phái đại trùy tiểu trùy đâm lòng của người khác, đâm những người khác chết đi sống lại, cuối cùng còn muốn mặt mỉm cười trả tiền mà bây giờ nàng bị tống thư hàng một bộ tiếp một bộ bát phẩm huyền thánh vật liệu đâm tâm chết đi sống lại mỗi một trùy đều mồ hôi bên trong mang nước mắt nàng cảm giác mình khẳng định thành huyền trọng phái sỉ nhục cái kia ta tiếp xuống vật liệu tích lũy lấy một hơi nhiều đưa chút tiến đến tống thư hàng vô ý thức nói lục tu tiên tử hung hăng vỗ xuống bên người quy tiền bối mai rùa trong tay ngươi quả nhiên còn có bát phẩm huyền thánh vật liệu quy tiền bối hắn cũng không phải cái bàn, đập như thế dùng sức làm gì. Không, ý của ta là nếu như ta sẽ còn đạt được bát phẩm huyền thánh vật liệu, liền tích lũy lấy, cùng một chỗ đưa vào. Qua một thời gian ngắn, Bạch Tiền bối nói muốn dẫn ta đến trong vũ trụ đào bảo, có lẽ ta có thể đào được một số huyền thánh cấp vật liệu. Tống Thư Hàng nói, lục tu tiên tử ngẩng đầu vọng thiên, ta đột nhiên nghĩ đến một loại màu lam nấm hương. Tống Thư Hàng, cái gì? Lục tu tiên tử, lam gầy nấm hương. Tống Thư Hàng. Lúc này, đậu đậu kiệu cưới đang nhanh chóng trở về đường cũ. Chúng ta nhất định là chúng kế. Chu Ly cao mày suy tư nói. Hắn nhớ tới độc cô bạch. Chu Ly hoài nghi trước đó, múa rồng múa sư đón dâu đoàn, có thể là độc cô bạch cái kia một nhóm người làm ra kết quả. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, độc cô bạch có thể làm ra lớn như vậy chiến trận sao? Độc cô bạch chỉ là ngũ phẩm cấp tu vi, có năng lượng lớn như vậy gây sự. Trước đó, Độc cô Bạch tại ta xây một cái gọi, chào cầu bang, quần bên trong trò chuyện kế hoạch A, chính là nửa đường bắt cóc đậu đậu kiệu cưới kế hoạch. Ngoại trừ kế hoạch A bên ngoài, ta nghe nói hắn còn có cái kế hoạch B, chào cầu bang trong kia đoàn người, có rất lớn năng lượng. Trong đó có lệ chi tiên tử môn phái đệ tử, cũng có mấy vị cường đại tán tu, còn có mấy cái ngay cả ta cũng vô pháp thăm dò lai lịch của bọn hắn. Nếu thật là bọn hắn ra tay trợ giúp độc cô Bạch, thật là có làm lớn chuyện năng lực. Chu Ly cắn răng nói. Đang khi nói chuyện, Chu Ly điện thoại vang lên. Hắn móc điện thoại ra xem xét, lại là Hoàng Sơn Trân Quân gọi điện thoại tới. Chu Ly nhíu mày, nhận nghe điện thoại. Chu Ly, các người hiện tại đã trở về hôn lễ đường cũ sao? Hoàng Sơn Trân Quân cười ha hả nói. Cái này về Hoàng Sơn Trân Quân thanh âm không có vấn đề, tín hiệu bình thường. Chu Ly nhanh chóng hỏi, Trân Quân, người biết chúng ta sẽ bị gài bẫy trên thảo nguyên đi ha ha ha, nếu như không có ta ngầm đồng ý, bọn hắn làm sao có thể che đậy lại tín hiệu của chúng ta. Sau đó lấy ra, lợi dụng mã số của ta cùng ngươi trò chuyện. Hoàng Sơn Trân Quân nói, Chu Ly, cướp cưới chính là độc cô Bạch, phù sinh tiên tử đệ tử. Yên tâm đi, sự tình phát triển đều còn tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Người bây giờ mang theo đậu đậu trở về đường cũ, sau đó sẽ có người mang theo các người tiến về hôn lễ hiện trường ta sẽ vì đậu đậu an bài cùng phù sinh tiên tử gặp một lần, vô luận kết quả như thế nào, cuộc hôn lễ này đậu đậu cùng phù sinh tiên tử là nhân vật chính. Hoàng Sơn Trân Quân nói, ta hiểu được, ta lập tức mang theo đội ngũ trở về. Chu Ly lại hỏi, Trân Quân, độc cô Bạch làm, đón dâu đội ngũ, trong trận chiến, người có phải hay không cũng nhúng tay. Ta chỉ là cho hắn một điểm nhỏ trợ giúp, thuận nước đẩy thuyền. Hoàng Sơn Trân Quân cười nói, Chu Ly khóe miệng co giật oanh. Lúc này, trong điện thoại lại truyền tới một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chu Ly bị giật nảy mình, Trần Quân, người cái kia xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là ta cách đó không xa, có một trận đại chiến đang triển khai. Các ngươi tới trước hôn lễ hiện trường, có chuyện đến lúc đó lại nói. Hoàng Sơn Trân Quân nói. Một bên khác, độc cô bạch cùng hắn một đám thiết ca môn, thiết tỷ môn ngụy trang hoàng kim đài cao kiệu cưới, rất thuận lợi đến đến Phệ Thiên Doanh tổng bộ trên đường đi bình an vô sự không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn hôn lễ đội ngũ chậm rãi tiến vào Phệ Thiên Doanh bên trong ngay từ đầu độc cô bạch còn lo lắng Phệ Thiên Doanh bên trong khuyển tu hội phát sắc dị dạng trong lòng của hắn còn chuẩn bị mấy bộ phương án để phòng không sẵn sàng không nghĩ tới hắn những này phương án đều không có cơ hội dùng tới phệ thiên danh những này khuyển tu căn bản không có phát giác dị trạng, kiểu cưới đội ngũ được thuận lợi đưa vào đến động phòng bên trong. Cuối cùng, độc cô bạch ăn mặc váy đỏ, trên đầu che đỏ khăn cô dâu, được an bài tại phù sinh tiên tử đại huynh trong thành bảo. Nơi này chính là phòng cưới đi. Ngồi ở trên mép giường lúc, độc cô bạch nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau đó, liền đợi đến sư phụ phù sinh tiên tử xuất hiện. Chờ phù sinh tiên tử xốc lên đỏ khăn cô dâu, Hắn liền hiện ra nguyên hình, cho nàng một kinh hỉ. Bất quá, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì trình tự. Độc Cô Bạch nắm chặt nắm đấm, cảm giác lần này hôn lễ có phải hay không thiếu một chút cái gì. Chờ đã, giao bái đâu? Bất kể là lấy cổ đại phương thức vẫn là lấy hiện đại phương thức tiến hành hôn lễ, dù sao cũng phải có cái hôn lễ nghi thức a. Hoặc là vợ chồng bái đường, hoặc là hiếu thần cha cái gì chủ trì hôn lễ, vì cái gì quá trình này không có? đang lúc độc cô bạch trong lúc suy tư, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, là nữ tử bước chân, là sư phụ đến rồi. Độc cô bạch ngừng thở, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cách đỏ khăn cô dâu, hắn thấy được có một bóng người đứng ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia vươn tay ra, xốc lên hắn đỏ khăn cô dâu. Mái tóc dài vàng óng, một mặt biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Là phù sinh tiên tử đại huynh. Ngọa Thảo, đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Sư phụ ta phù sinh tiên tử đâu? Vì cái gì xuất hiện ở nơi này là sư phụ đại huynh? Chẳng lẽ, phù sinh tiên tử tại đánh choáng đại huynh quá trình bên trong, bị đại huynh đánh ngã? Cho nên, tham gia hôn lễ vẫn là đại huynh. Độc cô Bạch càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng bất an. Đại huynh bình tĩnh nhìn qua trước mắt, đậu đậu, bộ dáng độc cô Bạch, nhẹ gật đầu, sau đó hắn bắt đầu thoát đứng dậy thượng quần áo chờ đã chờ đã đại huynh đây là muốn làm cái gì thời gian không còn sớm đại huynh bình tĩnh nói không còn sớm cái gì không còn sớm sau khi kết hôn muốn làm gì sau khi kết hôn cởi quần áo chết tiệt là động phòng đại huynh đây là muốn cùng đậu đậu động phòng rồi độc cô bạch sợ tè ra quần hắn đầu óc trống rỗng nói không ra lời Nội dung cốt truyện phát triển hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hôn lễ nam chính là đại huynh, cái chẳng diện này lúc hắn muốn thế nào đi đối mặt. Lúc này đại huynh đã thoát khỏi âu phục áo ngoài, trốn thoát cả vạt. Độc cô Bạch bị hù run lẩy bẩy. Tỉnh táo, tỉnh táo lại, lúc này ta muốn làm sao? Lúc này, nếu như không muốn trinh tiết khó giữ được, lựa chọn tốt nhất chính là hiện ra nguyên hình chỉ cần đại huynh biết mình cưới sai rồi tân nương nói không chừng liền có thể giải khai hiểu lầm nhưng là cái này thao tác có cái địa phương rất nguy hiểm đại huynh liền đậu đậu đều chịu cưới nói không chừng đại huynh hướng giới tính có vấn đề đâu không phải độc cô bạch tự luyến hắn dám nói bản thân trường so phần lớn tiên tử xinh đẹp hơn vạn nhất vạn nhất đại huynh coi trọng hắn đâm lao phải theo lao làm sao bây giờ nhưng nếu như không hiện ra nguyên hình vậy cũng chỉ có một cái kết cục cái kia chính là lấy đậu đậu thân thể cùng đại huynh hoàn thành động phòng. Cái lựa chọn này đồng dạng đáng sợ. Liền không có lưỡng toàn tề Mỹ chi pháp sao? Độc cô Bạch Điên cuồng chuyển động não hải, nhưng lúc này hắn dĩ vãng linh quang đầu óc lại nghĩ không ra bất luận cái gì chú ý tới. Không có biện pháp. Đã như vậy, không cách nào dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề, cũng chỉ có dựa vào nắm đấm đến giải quyết. Độc cô Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm, liền để đại huynh nếm thử hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công uy lực đi đem đại huynh đánh ngất xỉu phía sau hắn liền có thể giải thoát rồi đang lúc độc cô bạch chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm đại huynh bình tĩnh giải khai áo sơ mi của chính mình lộ ra bên trong một bộ thiếp thân phòng ngự khôi giáp thế nào tiểu hỏa tử kích thích không đại huynh nói độc cô bạch a à. kém chút liền không hiểu thấu kết hôn kém chút liền muốn không hiểu thấu động phòng có phải hay không cảm giác tim đập rộn lên, hoang mang lo sợ, kích thích ghê gớm. Về sau lại muốn liều mạng một lần, kích thích độ lại lên một cái cấp bậc. Đại huynh bình tĩnh nói. Độc cô bạch, hiện ra nguyên hình đi, phù sinh nàng không ở nơi này. Người cướp cưới kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền đã thất bại. Đại huynh bình tĩnh nói. Độc cô bạch đột nhiên nhảy lên, vậy ta sư phụ ở đâu? Các người biết ta muốn cướp cưới, các người biết kế hoạch của ta bê, đáng giận, các ngươi an bài sư phụ ta cùng đậu đậu gặp mặt. Độc cô Bạch không ngốc, hắn lập tức hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả. Không cần sốt sáng như vậy, người trẻ tuổi chính là như vậy táo bạo. Đại huynh tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, lại móc ra một bản sách thật dày, lật xem. Các ngươi đây là ép duyên, hiện tại cũng niên đại gì, yêu đương tự do. Độc cô Bạch cắn răng nói. Đại huynh có chút ngẩng đầu, ta lúc nào cho phù sinh xử lý qua hôn nhân từ đầu tới đuôi, đều là chính ta muốn cho bản thân kết cái hôn mà thôi a. À. Cùng phù sinh có nửa xu quan hệ. Độc cô Bạch lập tức không phản bác được. Nhưng nghĩ nghĩ phía sau hắn lại phản bác, sư phụ ta mặc dù không phải ép xuyên, nhưng là vị kia đậu đậu không phải quá đáng thương sao. Hôn nhân của nó chính là cưỡng chế tính A, à, ta đều nghe ngóng. Ha ha, người biết không ít nha. Đại huynh lật ra một trang sách tịch, nói, nhưng là, đậu đậu sở dĩ hội lấy chồng là bởi vì hắn bản thân tác tử đây là tới từ ở hoàng sơn chân quân trừng phạt bản thân tìm chết kết quả cắn răng cũng phải tiếp nhận đây không phải thường thức sao độc cô bạch đại huynh khép sách lại tịch sau đó đưa tay nhìn đồng hồ tranh lệch thời gian không nhiều lắm độc cô bạch trong lòng trượt lạnh tranh lệch thời gian không nhiều là đậu đậu cùng sư phụ đã bái đường rồi tốt tiểu hỏa tử trò hay đã bắt đầu người thân là tam thập tam thú thần tông, chính thống truyền nhân, tiếp xuống trò hay cũng không thể thiếu đi phần của ngươi. Đại huynh đứng lên, nói, độc cô bạch, a à. cuộc hôn lễ này, từ vừa mới bắt đầu chính là vì dẫn một ít người đi ra. Mà bây giờ, trận này vở kịch diễn viên đã đến đủ. Đại huynh bình tĩnh nói, chương 1309, đi theo ta pháo hôi bê ta là pháo hôi A. Dẫn một số người đi ra, có ý tứ gì, Độc cô bạch một mặt mộng bức. Đại huynh đem to lớn thư tịch thả trở về, lúc đó tam thập tam thú thần tông, bị trong vòng một đêm hủy diệt, lưu tại trong tông môn môn nhân cơ hồ không ai còn sống. Liền xem như ra ngoài đệ tử, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong còn bị điên cuồng đuổi giết, tử thương thảm trọng. Độc cô bạch nhẹ gật đầu. Phù sinh tiên tử cho tới nay, đối với hắn giấu giếm tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công lai lịch cùng tông môn, chính là sợ hắn không cẩn thận tiết lộ tình báo dẫn tới truy sát mà gần nhất độc cô bạch bản thân một chút xíu điều tra cũng thu thập tam thập tam thú thần tông tin tức cùng lai lịch cho nên việc này hắn biết một số lúc đó hủy diệt tam thập tam thú thần tông ra hỏa bên trong đến nay còn có một nhóm đang chú ý thú thần tông níu lấy thú thần tông thành viên không thả hôm nay chính là đem bọn hắn dẫn ra một lưới bắt hết thời điểm đại huynh thản nhiên nói một mẻ hốt gọn, chúng ta có thể làm được. Độc cô Bạch nhíu mày nói. Năm đó cường đại, tam thập tam thú thần tông, đều bị người một đêm phá hủy, phải biết lúc ấy thú thần tông bên trong, thế nhưng là có huyền thánh, chân giữ cường đại môn phái. Có thể tưởng tượng sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng kinh khủng. Địch nhân như vậy, có thể một mẻ hốt gọn. Tam thập tam thú thần tông cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta môn phái cũng không phải lăng không sinh ra, chúng ta cũng là có lai lịch đại huynh bình tĩnh nói độc cô bạch cái kia loại này thao tác rất nguy hiểm a à? không cẩn thận chúng ta sẽ bị đoàn diệt a à? đối phương là có thể một đêm phá hủy tam thập tam thú thần tông thế lực đại huynh một mẻ hốt gọn kế hoạch không phải là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại a à? yên tâm đi đoàn diệt là không thể nào đại huynh cao thâm khó lường nói độc cô bạch nhìn thấy chấn định đại huynh lúc không khỏi trong lòng nhất an, đại huynh còn có kế hoạch B hoặc kế hoạch C. Đầu năm nay đi ra gây sự, không có một loạt kế hoạch A B C đều không có ý tứ đi ra gặp người. Ta cũng không có gì loạn thất bát tao kế hoạch, bất quá dù sao đoàn diệt không thể nào. Chuyện này bên trong, ta đem Phù Sinh cùng Đậu Đậu an bài vào cùng một chỗ. Ở nơi đó, nàng rất an toàn, coi như kế hoạch của chúng ta thất bại bị phản sát, Phù Sinh cũng sẽ không có sự phù sinh sẽ trở thành thú thần tông, hạt giống, chỉ cần phù sinh không có việc gì, thú thần tông liền vĩnh viễn không bao giờ đoàn diệt. Đại huynh trầm giọng nói, độc cô bạch, hỗn trướng, nói cách khác, vẫn có đoàn diệt bị phản sát khả năng A. Không cần nghĩ nhiều như vậy, đi thôi, đi chứng kiến, thú thần tông, địch nhân hủy diệt. Đại huynh đứng dậy, hướng ngoài phòng bước đi. Ta cũng phải tham gia chiến cuộc sao, độc cô bạch hỏi. Nói thật, hắn mặc dù có được ngũ phẩm cảnh giới nhưng hắn am hiểu hơn tại thuần thú cái này một khối chính diện sức chiến đấu hắn có chút không đủ ngũ phẩm cấp bậc chỉ có thể làm con pháo thí người nguyện ý không đại huynh xoay đầu lại bình tĩnh nói độc cô bạch nghĩ nghĩ đột nhiên hắn vỗ ngực nói ta nguyện ý ta sinh là tam thập tam thú thần tông người chết là tam thập tam thú thần tông quỷ cuộc chiến báo thù này ta nhất định phải tham gia Độc cô bạch cảm giác mình đã dần dần mò tới, đại huynh, sáo lộ. Đại huynh có chút xấu bụng, mà lại sáo lộ sâu. Bất quá hắn là, phù sinh tiên tử, đệ tử duy nhất, đại huynh quả quyết không có khả năng để hắn trở thành pháo hôi. Hắn muốn là cho đại huynh một cái ấn tượng tốt. Hiện tại trước soát soát hảo cảm, tương lai nếu như hắn có cơ hội cưới sư phụ phù sinh tiên tử, đại huynh bên này lực cản cũng tương đối nhỏ. Rất tốt, từ giờ trở đi ngươi chính là pháo hôi bê độc cô bạch, Đi theo ta. Mặt khác, thân phận của ta bây giờ là pháo hôi a, đại huynh vỗ ngực nói, ta hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân, cảnh giới nhận áp chế, cũng chỉ có ngũ phẩm cảnh giới. Hiện tại cũng là pháo hôi một cái. Độc Cô Bạch, Ngọa Thảo. Đến, pháo hôi B, là thời điểm vì Tam thập tam thú thần tông dâng ra sinh mạng của chúng ta. Đại huynh nắm lên Độc Cô Bạch, nhanh chân bước ra cửa phòng. Độc Cô Bạch giờ khắc này, chết tâm đều có hắn đối tam thập tam thú thần tông, lại không có tình cảm gì, hắn đối với sư phụ của mình, phù sinh tiên tử có tình cảm A. À. Lần này thật sự muốn xong. Bước vào cửa phòng thời điểm, độc cô bạch chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một chiếc cửa hình chiến hạm bên trong. Không gian truyền tống. Người tới rồi, lúc này, một tiếng nói giả nua truyền đến. Độc cô bạch ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một vị cầm cung lão giả mặt mỉm cười, nhìn qua đại huynh cùng mình. Vị này cầm cung lão giả, chính là trước đó tại, hỏa diễm chi nhãn, đăng tràng lúc xuất hiện đại năng, Cửu phẩm cấp thực lực. Bất quá, hỏa diễm chi nhãn, bị bá tống huyền thánh xử lý, cầm cung lão giả thực lực còn không có tới cùng bày ra. Tiền bối người tốt, độc cô bạch nuốt ngụm nước miếng. Cầm cung lão giả vuốt sâu cười một tiếng, độc cô tiểu đạo hiếu, sinh là tam thập tam thú thần tông, người, chết là tam thập tam thú thần tông, quỷ, Ngươi câu nói này cũng là thật tâm Xin gọi ta pháo hồi bê Độc cô bạch nói Cầm cung lão giả cười lên ha ha Rất tốt liền xông ngươi câu nói này Tương lai có một ngày ngươi thật dựa vào bản sự cùng phù sinh tiểu nha đầu trở thành đạo lữ Ta sẽ không cho các ngươi gia tăng áp lực Cái này cầm cung lão giả và Phù sinh tiên tử Ở giữa có cái gì trực hệ quan hệ Đại huynh ở một bên chen lời nói Bất quá Ngươi muốn cùng phù sinh kết làm đạo lữ Còn muốn qua cửa ải của ta không phải ta khoe khoang, ta cho người biết pháo hồi bê, trước đó không lâu phù sinh tiểu nha đầu hướng ta tỏ tình, nàng nói nàng kỳ thật một mực yêu ta, còn nguyện ý cùng ta kết hôn. Cho nên, pháo hồi bê, ta chính là người lớn nhất tình địch. Đúng, phù sinh hướng ta tỏ tình chàng diện ta đều thu xuống, người có muốn hay không nhìn xem. Phù sinh tiểu nha đầu tỏ tình thời điểm còn rất có mị lực, ta cảm giác mình kém chút bị công lược. Ngọa thảo, độc cô bạch cắn răng nói đến chỗ của ta độc cô tiểu đạo hữu ngươi nhìn về phía trước nhìn lấy bọn gia hỏa này lúc đó tam thập tam thú thần tông bị hủy thì có một phần của bọn nó cầm cung lão giả chắp tay đi vào chiến hạm phía trước chỉ nơi xa nơi xa là vũ trụ tràng cảnh độc cô bạch từ bước ra cửa phòng thời điểm liền bị dịch chuyển không gian đến trong vũ trụ ở phía xa có một đám thực lực mạnh mẽ tồn tại đứng ở trong hư không có yêu thú có nhân loại cường giả, có ma tu cũng có thú tu. Bọn này tồn tại trên thân, mơ hồ trong đó tản ra để độc cô bạch cảm giác được khí thức quen thuộc. Ngoại trừ độc cô bạch chỗ, chiến hạm, bên ngoài, trong hư không còn có rất nhiều, tiên thuyền, cũng không ít đồng dạng khổng lồ, chiến hạm. Tam thập tam thú thần tông, thế lực đã cùng địch nhân giao thủ. Không ngừng tiếng nổ mạnh truyền đến. Bọn gia hỏa này, cùng cái kia hỏa diễm con mắt khí tức có chút cùng loại độc cô bạch lên tiếng nói đây là một số được xưng là thần minh tồn tại là năm đó tiến công tam thập tam thú thần tông chủ lực thành viên không nghĩ tới lần này câu dẫn ra nhiều như vậy thật sự là kích thích cầm cung lão giả cười hắc hắc nói những này sẽ không tất cả đều là cử phẩm tồn tại a à. độc cô bạch nuốt ngụm nước miếng nếu như tất cả đều là cử phẩm tồn tại lão phu đã sớm trốn cầm cung lão giả nói không có thuộc về mình thần quốc thần minh tối đa cũng liền bát phẩm cấp thực lực, có chút càng là chỉ có ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới. Cho nên, chân chính làm người nhức đầu ra hỏa còn núp trong bóng tối. Cầm cung lão giả ánh mắt xuyên thấu hư không. Trong hư không, có hai cái thần quốc cửa ra vào như ẩn như hiện. Hai tôn có thần quốc thần minh. Lúc đầu sẽ có, ba tôn, thần minh ra trận chấn tràng diệt, bất quá trên đường, hỏa diễm chi nhãn, bị dẫn đi, còn rất nhanh bổ nhào. Ở đây hai tôn Thần Minh hiện tại còn không biết, hỏa diễm chi nhãn bổ nhào tin tức. Đại thế đối, Tam thập tam thú thần tông, một phương có lợi. Lưới đã bố trí xong, cá đã nhập lưới, là thời điểm thu lưới. Một bên khác, hiện thế. Tại mặt biển sông băng bên trên, có một bóng người tiềm phục tại trong bóng tối. Cái kia Tam thập tam thú thần tông, lưu tại hiện thế dư nghiệt đến cùng dấu ở địa phương nào? Đạo thân ảnh này cắn răng nói, bọn hắn lần này là muốn đem tam thập tam thú thần tông chân chính một mẻ hốt gọn không cho bọn hắn tiếp tục có cho tàn lại cháy cơ hội cho nên vị kia gây nên chú ý phù sinh tiên tử nhất định phải giải quyết không cần phải gấp gáp chỉ cần tiếp tục chú ý chi kia đậu đậu kết hôn đội ngũ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cái kia dư nghiệt tại bóng tối bên người có một con dê đầu ác ma cười hắc hắc nói hắn là tây phương tu luyện hệ ác ma hệ quái vật tới, rốt cuộc đã đến, trong bóng tối thân ảnh cười hắc hắc. Chỉ thấy tại mặt biển nơi xa, có một chi hoa lệ kết hôn đội ngũ chậm rãi tới gần. Hoàng Kim Đài Cao, ngồi ngay ngắn trên đó Pekinzis. Không sai, cùng trong tình báo đồng dạng. Ta đuổi theo chi đội ngũ này, đến lúc đó người âm thầm đuổi theo. Trong âm u bóng tối lên tiếng nói. Không có vấn đề, chính người chú ý an toàn, Ta nghe nói lần này cái kia Pekinzis được gửi trong đội ngũ có mấy vị tân tấn huyền thánh. Đầu dây ác ma lên tiếng nói. Bóng tối nói, yên tâm đi, dựa vào ta ẩn tàng thiên phú, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Sứt lời, thân ảnh của nó hướng về phía trước lao đi. Giữa thiên địa, chỉ cần có bóng tối địa phương, chính là hắn chỗ ẩn thân, đáy biển càng là hắn sân nhà. Bóng tối xa xa đi theo hoàng kim đài cao đội ngũ rời đi đầu dê ác ma giấu ở sông băng bên trên, nhàm chán nhai lấy sợi cỏ. Lần này nói không chừng có thể đem, tam thập tam thú thần tông, một mẻ hốt gọn. Kể từ đó, ta lần này nói không chừng có thể được đến ta chủ ban thưởng, thuận lợi ngưng tụ ra thuộc về mình thần quốc. Đầu dê ác ma lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên lại có một chi, hôn lễ đội ngũ, xuất hiện tại trong tầm mắt của nó. Đồng dạng là hoàng kim đài cao, đồng dạng là có một đầu Pekinzis ngồi ở trên đó, đồng dạng là xa hoa thổi kéo đàn hát đội ngũ. Gặp quỷ, tại sao lại có một chi xuất giá Pekinzis? Đầu dây ác ma cao mày. Quả nhiên là quỷ kế của đối phương, chỉ sợ tương tự hoàng kim kiệu cưới đội ngũ còn có mấy chi, hư hư thật thật. Nhưng mặc kệ hư thực, chỉ cần bị hắn phát hiện, liền không có đạo lý buông tha. Đầu dây ác ma lặng lẽ cho mình cái khác đồng bạn phát tin tức, sau đó hắn che giấu khí tức của mình, theo dõi chi đội ngũ này. Tại ở gần kết hôn đội ngũ thời điểm, đầu dây ác ma đột nhiên thấy được một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia mọc ra một chương người vật vô hại mặt, nhìn qua rất trẻ trung. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương trên người, lại có hắn nhà đại lão khí tức, tựa hồ còn có bọn hắn trung yên giáo đại biểu, trung yên thánh quang. Là đánh vào địch nhân nội bộ nằm vùng. Trường 1310, đao kiếm song tuyệt bá tống thánh quân, nếu thật là trung yên thần giáo nằm vùng ta có muốn thử một chút hay không cùng vị này giáo hữu liền lên tuyến xác định một chút cái này chi hoàng kim kiệu cưới hư thực đầu dây ác ma thầm nghĩ trong lòng trung yên thần giáo bên trong có thuộc về mình một bộ mật pháp liên lạc sẽ không bị ngoại nhân phát giác nếu không ta lại tới gần điểm tại là đầu dây ác ma thử thoáng tới gần một số hoàng kim kiệu cưới đội ngũ đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động Nhìn chằm chằm Tống thư hàng nhìn một hồi phía sau nhân tiền hiển thánh công năng hiển hiện. Đầu dê Ác Ma lập tức minh bạch vị này, giáo hữu thân phận. Bá Tống Huyền Thánh, Thiên Niên Đệ Nhất Thánh. Liên quan tới Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, tình báo, Đầu dê Ác Ma cũng có nghe thấy. Tiếc núi là, lúc ấy Thiên Niên Đệ Nhất Thánh, Huyền Thánh giảng pháp, thời điểm, Đầu dê Ác Ma ở tại một cái cách trở thiên đạo tín hiệu bí địa, bỏ qua Huyền Thánh giảng pháp hình ảnh thiên niên đệ nhất thánh cũng là ta trong giáo người. Đang lúc đầu dây ác ma trong đầu hiển hiện như thế cái suy nghĩ thời điểm, Tống Thư Hàng đột nhiên lòng có cảm giác. Hắn xoay đầu lại, hướng phía đầu dây ác ma ẩn núp chỗ nhìn lại. Có người nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Mà lại, trên người đối phương mang theo để hắn không thoải mái khí tức. Chanh, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, cửu tu phượng hoàng đao phát ra đao minh âm thanh, đằng đằng sát khí, không kịp chờ đợi muốn từ hạch tâm thế giới bên trong đi ra. Thông nương đều không ngăn lại được kích động, cửu tu phượng hoàng đao. Thư hàng, cửu tu phượng hoàng đao xảy ra chuyện gì? Người mau nhìn xem, bát tu thông nương chỉ có hướng tống thư hàng xin giúp đỡ. Ta thả hắn ra, tống thư hàng nói. Thông nương buông lỏng ra cửu tu phượng hoàng đao, sau đó phượng hoàng đao đột nhiên từ, hạch tâm thế giới, bên trong chui ra, nhảy vọt đến tống thư hàng bên người. Tống thư hàng đưa tay chụp một cái cửu tu phượng hoàng đao vững vàng rơi vào trong tay hắn. Cùng một thời gian, thông qua cửu tu phượng hoàng đao cảm ứng, Tống thư hàng minh bạch vừa rồi thăm dò hắn là cái gì là Trung yên chi giáo thành viên. Cửu tu phượng hoàng đao trước đó vừa bị Trung yên chi giáo đại boss đổi, tiêu hao năng lượng to lớn, còn kém chút mất đi tứ tu cùng thất tu. Cho nên lần nữa gặp gỡ cùng Trung yên chi giáo có liên quan đồ vật lúc cửu tu phượng hoàng đao liền biến đặc biệt kích động đối hắn đối hắn, đối tử hắn, đối 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 đối. Cửu tu phượng hoàng đao không ngừng hướng tống thư hàng truyền lại một cái ý niệm như vậy. Nhưng là, làm sao đối, tống thư hàng giờ khóc giờ cười. Bát tu là thông nương, cho nên, số lượng tu, nhất hệ bảo điển cửu chuyển phượng hoàng công tống thư hàng cũng không có nắm giữ. Loại tình huống này, coi như tay hắn nắm, cửu tu phượng hoàng đao cũng vô pháp phát huy ra uy lực của nó a à. Đối 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 cửu tu phượng hoàng đao tựa như là đứa bé đồng dạng, không ngừng hướng Tống Thư Hàng truyền lại ý nghĩ này. Tống Thư Hàng nắm cửu tu phượng hoàng đao, đột nhiên trong lòng hơi động. Nếu như dùng cửu tu phượng hoàng đao thi triển xích tiêu tử đạo trưởng truyền thụ cho, phần thiên hỏa diễm đao sẽ như gì? Đều là hỏa hệ đao, nói không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch. Chờ đợi cùng lời hứa tiên tử, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiện thân, nàng chỗ nghi tâm con mắt thứ ba đã khép lại chỉ để lại một ô xinh đẹp phù văn trang trí vừa hiện thân phía sau không cần tống thư hàng nhiều lời nàng há miệng đem xích tiêu kiếm phun ra ha 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 lại đến phiên lão phu đăng chàng sao xích tiêu kiếm cười to nói công đức xà mỹ nhân đem xích tiêu kiếm đưa cho tống thư hàng tống thư hàng trái đao phải kiếm hít sâu xích tiêu kiếm tiền bối chúng ta tới một đao phần thiên hỏa diễm đao không có vấn đề, ăn ý phối hợp, đến một đao bát phẩm đỉnh phong. Kỳ thật ngươi bây giờ thân thể liền cửu phẩm cũng có thể tiếp nhận, chờ ta năng lượng khôi phục lại một số, lần sau chúng ta thử một chút cửu phẩm một đao. Xích tiêu kiếm ra sức trào hàng bản thân. Hắn cảm giác tống thư hàng tay trái chuôi này, đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, nghiêm trọng uy hiếp địa vị của nó. thành lần sau chúng ta thử một chút, tống thư hàng cười ha ha một tiếng, thân hình hắn từ hoàng kim kiệu bên cạnh nhảy xuống, lao thẳng tới phía dưới mặt biển từ không trung giáng xuống thời điểm tay phải hắn lật một cái phần thiên hỏa diễm đao ngưng tụ đao ý bạo phát đao diễm phần thiên cái này một mảnh tiểu thiên địa ở giữa nhiệt độ uổng phí bốc lên không khí biến nóng bỏng lên cửu tu phượng hoàng đao tống thư hàng lại kêu một tiếng đồng thời hắn thử tay trái vừa lật đồng dạng thi triển phần thiên hỏa diễm đao liền nhìn thân là đạo khí cửu tu hỏa diễm đao có bao nhiêu huyền diệu có thể hay không phối hợp hắn chém ra một chiêu phần thiên hỏa diễm đao tức cửu phượng hoàng trên đao phát ra một trận tiếng thanh minh sau đó một đầu hỏa diễm phượng hoàng từ trên đao bạo phát đi ra phần thiên hỏa diễm đao dùng cửu tu phượng hoàng đao thì triển đi ra lúc liền sinh ra dị biến không phải bá khí phần thiên chi hỏa mà là bất tử bất diệt phượng hoàng hỏa diễm đồng dạng cường hoành vô cùng cửu tu phượng hoàng đao đang dùng thuộc về phương thức của nó phối hợp tống thư hàng. Một đao một kiếm, hai loại khác biệt hương vị, phần thiên hỏa diễm đao, hướng phía mặt biển chém tới. Đao kiếm xong tuyệt bá tống thánh quân, lão xuất khí. Ngọa thảo, con hàng này không phải giáo hiếu. Đầu dê ác ma nhìn thấy tống thư hàng đằng đằng sát khí hướng nó công tới, trong lòng một trận phiền muộn. Đã không phải giáo hiếu, bá tống huyền thánh trên người, Đại lão khí tức cùng Trung Yên Thánh Quang là đánh ở đâu ra? Đáng giận, cũng bởi vì trong đám người nhiều nhìn bá tống huyền thánh một chút, kết quả bị cảm ứng được. Đầu dê ác ma từ mặt biển nhảy ra, vội vàng ninh chiến. Sau lưng nó, hiển hiện một chỗ địa ngục hư ảnh. Đó là từ vô số thi hài tạo thành thế giới, tràn đầy tử vong cùng oán linh dên gì. Đây chính là hắn tương lai, thần quốc hình thức ban đầu. Đầu dê ác ma toàn lực thôi động lực lượng của mình, hắn trong tay xuất hiện một thanh tử vong liêm đao, hung hăng vung lên, tử vong cùng hủy diệt lực lượng bạo phát, chém về phía tống thư hàng. Thiên nhiên đệ nhất thánh lại như thế nào, cũng bất quá là tân tấn huyền thánh. Đầu dê ác ma gầm rú nói. Nhưng hắn vừa mới giống xong, trên bầu trời hai loại khác biệt, phần thiên hỏa diễm đao đã vào đầu chụp xuống. Hắn toàn lực vung đánh tử vong liêm đao gặp gỡ phần thiên hỏa diễm đao lúc, liền bị thiêu đốt hòa tan. Phần thiên hỏa diễm đao không có gì không đốt. Loại uy lực này là thần binh gia trì, mà lại một đao kia một kiếm đều là thần binh, đầu dây ác ma trong mắt phát lạnh. Đây là hạng gì xa xỉ trang bị. Oanh! Hai loại khác biệt, phần thiên hỏa diễm đao đã toa ở trên người hắn. Đầu dây ác ma không có chống cự, thân hình của nó trở thành hỏa diễm đao nhiên liệu, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Ừm, Tống Thư Hàng bước chân dừng lại, Hắc Liên xuất hiện tại lòng bàn chân hắn nâng thân hình của hắn. Đầu dê ác ma coi như dầu gì, trực tiếp bị phần thiên hỏa diễm đao, hóa thành cho bụi cũng quá khoa trương. Trướng nhãn pháp. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng rên nhẹ. Cái kia tiếng rên nhẹ bên trong mang theo để cho người ta mặt đỏ tới mang tai dụ hoặc làm cho người sa đọa ô uế tâm linh của người ta. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, ý thức đều có chút u ám, thân thể nặng nề, liền đao kiếm đều muốn cầm không được. Rơi xuống làm ma ba bá Tống Huyền Thánh, đầu dê ác ma thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thân hình của nó xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng, trong tay nắm một thanh hiện ra, thánh quang, thủy thủ, đâm hướng Tống Thư Hàng thận. Đường đường đại ác ma, vậy mà dùng thánh quang vũ khí, quá đặc mã ném ác ma mặt. Tống Thư Hàng đột nhiên xoay đầu lại, Đối đầu Dế Ác Ma cười hắc hắc. Xoẹt một kiếm đâm vào nhục thể thanh âm, một thanh hiện ra hàn quang lợi kiếm, vô tình đâm xuyên đầu Dế Ác Ma lồng ngực. Cái này lợi kiếm cực độ dữ tợn, kiếm thượng còn sinh trưởng lấy từng cây trắng bạch gai ngược. Một kiếm này thọt tới, nếu như lại rút ra ngoài, liền sẽ cho đối thủ trên thân lưu lại vết thương kinh khủng. Mà lại này cũng đâm thượng còn ẩn chứa cường đại công đức chi lực, đối ác ma tới nói, đây là hạng gì ác độc vũ khí thiết kế đầu dê ác ma sau lưng, bạch tiền bối phân thân dùng sức đánh ra bản thân, lưu tinh kiếm. Kiếm thượng, gai ngược, tại quất ra thời điểm, tại đầu dê ác ma trên người lưu lại đáng sợ miệng vết thương. Bạch tiền bối phân thân có chút hất lên trường kiếm của mình, những cái kia, gai ngược, ba 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 dựng đứng lên, hợp thành một cái hàng rào. Đầu dê ác ma cứng ngắc quay đầu, vừa hay nhìn thấy, lưu tinh kiếm, thượng ác độc gai ngược biến thành hàng rào một màn, Ta nhật đầu dê ác ma run rẩy nói, coi như ta lập tức phải chết, ta cũng phải dùng mang máu thanh âm hô lên câu nói này đạp mã thiết kế cái này hàng rào người có bệnh a à. đã chết rồi sao? Tống thư hàng hỏi. Còn không có, cuối cùng một kiếm đâm thời cơ chế một cái chớp mắt, cái này ra hỏa lại dùng bí pháp trốn, nhưng đáng tiếc chủ yếu là trước đó bản thể còn ở tại lưu tinh kiếm hàng rào bên trong, đem hắn chuyển rời đến phách toái đao quá trình lãng phí chút thời gian. Bạch tiền bối phân thân nói. Đang khi nói chuyện, trước người đầu dây ác ma thân thể hòa tan ra, hóa thành một chồng cắt cát, chìm vào đáy biển. Tức cửu tu phượng hoàng đao phát ra không cam lòng đao minh tiếng. Chính diện đối, lại còn bị đối phương chạy mất. Yên tâm đi, cái này ra hỏa trốn không thoát. Tống thư hàng an ủi cửu tu phượng hoàng đao nói, có bạch tiền bối tại, địch nhân muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Xích tiêu kiếm có thể khóa chặt vị trí của đối phương sao? Bạch tiền bối phân thân, hắc hắc hắc. Đáy biển chỗ sâu, đầu dê ác ma huyễn hóa thành một đầu phổ thông cá con, trốn ở khe đá bên trong không nhúc nhích. Mẹ nó, còn tốt hắn phản ứng nhanh, sử dụng thế thân bí pháp. Nếu không vị kia, bạch thánh, một kiếm thọt tới, liền có thể muốn mệnh của hắn. Thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, đao kiếm song tuyệt, còn toàn đạp mã chính là thần binh. Thiên niên đệ lục thánh, bạch thánh, khoa trương hơn, vừa rồi đột nhiên thoáng hiện đến phía sau hắn một kiếm kia đơn giản phảng phất như là vượt không ở giữa mà đến đồng dạng vị này bạch thánh sẽ không đã nắm giữ không gian bí thuật a à, cái này chi hoàng kim kiệu rất có thể chính là hàng thật nhưng là hắn không còn dám đuổi kịp ý tưởng quá cứng khó giải quyết hắn muốn cùng cấp bạn tới trợ giúp mới được đầu dê ác ma đối với mình đào mệnh bí pháp có rất mạnh tự tin tại thế thân bí pháp thi triển thành công trong nháy mắt đối phương liền mơ tưởng lại khóa chặt hắn. Trên mặt biển, bạch tiền bối phân thân đưa tay đâm vào trong hư không. Xem ta, coi như đối phương trốn đến chân trời góc biển cũng đừng hòng tránh thoát ta cái này ám khí. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối phân thân đưa tay chộp một cái. Đang lúc bế quan, bạch tiền bối bản thể bị truyền tống tới. Tống thư hàng, đợi chút nữa. Hắn cảm giác có loại dự cảm không ổn. A a a cộc hoàng kim kiệu bên trên, đậu đậu phát ra một trận tiếng kêu. Đây là tạo hóa tiên tử tiếng kêu. Sau đó, bạch tiền bối phân thân nắm lấy bản thân đang lúc bế quan bản thể, dùng sức xoay tròn một vòng. Này hắn bung ra tay, bản thể bị ném đi ra ngoài. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 98